Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cho con tắc. Tăng sam ma sam bồ tho pha va bồ tha pha văn tăng phi va ni mi so kha to pha va ta tham bồ tham mang ma sa mi supati văn no pha va to sa va ga sang kho sang khang nam mi nam mô bồ tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức tam bảo các tấm tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạt vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Ta thú lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ tư ở trong câu kệ ngôn của Dạ Xoa Alawaka. Thì Dạ Xoa Alawaka cũng bạch hỏi Thế Tôn như vậy: Các thanh chi huynh, chi quý tá ma hú sát thanh, mà nếp sống như thế nào là nếp sống cao thượng? Câu của Dạ Xoa Alawaka đó là các thanh chi huynh, chi quý tá ma hú sát thanh. Thì chúng ta giải thích từ các thân là như thế nào, các thân là như thế nào. Chi quy là đang sống, chi quy tá ma hú thì nó là một cái hợp từ, nó gồm với từ cái chi quy tá là cái đời sống cộng cho a hú là nó nói, rồi chữ sát thá là cao thượng. Như vậy như cái câu này được dịch là cái câu các thân chi quy, chi quy tá ma hú sát thân, nếp sống như thế nào là gọi là đời sống cao thượng. Như vậy thì với câu hỏi này thì Dạ Xoa Alawaka muốn hỏi rằng là mình nuôi sống sinh mạng bằng cách nào để được xem là sự sống cao thượng, tức là mình sống, mình cứ nuôi sống như thế nào đó để được gọi là cái sự sống cao thượng. Bởi vì cái Dạ Xoa Alawaka là ăn thịt người, là nhiều khi nó rất là ăn thịt sống luôn. Cho nên những cái người mà bắt được á còn sống, và Dạ Xoa này đưa tay ra bóp người đó ra, rồi đưa dùng giống như tay dùng một cái những cái nấm quá sen nha, hay là những củ cải rốt. Cho nên Dạ Xoa này muốn hỏi rằng cái nếp sống như thế nào mà được gọi là cái sống nếp sống cao thượng. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng là Bánh Nha Chi Huynh, Bánh Nha là cái trí tuệ, nếp sống với trí tuệ Bánh Nha Chi Huynh, Chi Quý Tá Ma Hú thì được gọi là cái nếp sống sát thanh cao thượng. Vậy thì Đức Phật ngài trả lời rằng Bánh Nha Chi Huynh, Chi Quý Tá Ma Hú sát thanh, nếp sống với trí tuệ là sống cao thượng. Thì chúng ta trước tiên á, chúng ta sẽ nắm bắt được cái nếp sống với trí tuệ là chỉ cho sống không có tà mạng. Cái người mà sống tà mạng là cái người đó không phải là cái có một cái nếp sống với trí tuệ, mà cái người sống với trí tuệ là nó sống không có tà mạng, tức là cái sự nuôi mạng mình á nó không do những cái nghề nghiệp mà bất cánh mang lại. Thí dụ như không do nghề nghiệp như là sát sanh, hay là săn bắn, hay là lừa gạt, hay là dối trá, đúng không? Đại khái như vậy. Hoặc là những không có buôn bán những cái nghề như là buôn bán thịt, buôn bán khí, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán chất sai, đúng không? Và hơn tôi sống với một cái cách thức như vậy được, không có những cái nghề mà ác như vậy đó, được gọi là nếp sống cao thượng. Đó, không buôn bán cái vật sống, rồi không buôn bán vũ khí, không buôn bán chất sai, đúng không? Nói đến hệ sa môn thì sẽ không nuôi mạng bằng cách xem bói toán, hoặc là xem tướng
tướng cái con vật này vật kia để từ đó có được cái thù lao. Tức là với là cái học biết như vậy đó, nhưng mà nếu mà xem với tư tưởng là giúp đời thôi, giúp cho họ tốt đẹp thôi, chứ không phải là tôi xem một cái quả này phải đưa cho tôi bao nhiêu tiền, hay là tôi xem cái này là phải có thù lao là bao nhiêu. Hoặc là những vị sa môn không nên đưa tin tức cho người thế để lấy thù lao. Ví dụ như giờ một cái người nào đó nhờ đưa tin tới một cái người nào đó, rồi sau khi nhờ xong cái vị đó nhận lời mới cúng dường cái bao thơ để là phương tiện di chuyển mà chạy vậy. Nếu mà vị đó nhận này là coi như rơi vào cái nghiệp người ta gọi là làm công cho người Phật tử, cái này trong cái điều luật cũng cấm rồi, tức là không đưa tin cho người thế với cái sự nhận thù lao. Đưa tin một cách vô tư thì được, nhưng mà nếu mà làm nó để mà làm những cái thù lao nhận thù lao cũng không được. Hoặc là có những nghề nghiệp riêng như các bạn mình giúp đỡ thì được, nhưng mà mình làm ví dụ như hớt tóc cho người ra cho người thế mà để có thù lao để nhận, hay là làm thuốc vân. Ở trong pháp cú cũng có vị tỳ khưu nói làm thuốc cho những phật tử chẳng hạn, mà rồi cái mùa đói kém thì ông ta được những người mà trị bệnh cúng dường những loại thực tốt đẹp chẳng hạn, và ông đã mời ngài ông cúng ra giường cái bát này cho đến ngày Xá Lợi Phất, và ông còn khoe nữa chứ, nhờ con làm nghề thầy thuốc mà được những cái món thực ngon như vậy, nhưng mà ngài muốn thì mỗi ngày con dâng cho ngài một bát như vậy. Ngài Xá Lợi Phất không nói tiếng nào hết, nhưng mà ngài không nhận, và ngài cũng sẽ không đặt với người đó như vậy. Thì cách nuôi sống như vậy được gọi là tà mạng, hoặc là mình lừa gạt người khác nha, vân vân. Cho nên cũng gọi là tà mạng. Thì cái nếp sống mà với trí tuệ cũng ám chỉ trước tiên là nếp sống không có tà mạng, không có cái nhân danh công lý, nhân danh công lý là để mà mình sống trong cái đó không phải, tức là sống theo cái chánh mạng đó. Sự nuôi mạng sống này nó không rơi vào những pháp bài dạy như sát sanh, như là lấy của không cho, vân vân. Lại nữa, cái nếp sống mà với trí tuệ đó, là nó còn chỉ ngầm chỉ ra một cái điều mà hình như là rất là khó. Cái người mà sống với trí tuệ đó thì họ sẽ tránh xa những kẻ ác giới, những kẻ mà theo ác giới hay là theo tà kiến thì họ sẽ tránh xa ra. Đối với những cái người mà có trí tuệ thì họ sẽ thấy những người mà không có giới hạnh, người phá giới đó, người mà ác giới đó, mới giống như là một cái tử thi hôi thối vậy. Mà cái thông thường người ta không bao giờ tới gần tới cái đống rác hôi thối đâu. Và những cái người mà không có giới hạnh thì được xem như là giống như là một cái đống rác thối vậy, và người ta phải xa lánh đó. Lại nữa, đối với những người mà có hạn, người mà có cái tà kiến, có một cái tiêu kiến điên đảo chẳng hạn vậy, thì cũng không cái người ác giới á, nó đã là một cái tội lỗi rồi, người phá giới cũng đã là một cái tội lỗi rồi, mà cái người tà kiến á, nó còn dẫn theo những cái sai lầm. Nó không phải cho cái người mà phá giới đó, cái người đó nó tự mình mở lấy cái cảnh khổ, mở lấy cái cửa khổ, nghĩa là mở ra cánh cửa bốn khổ cảnh đó. Cái người đó tự mình mở là tự mình đi rồi thôi. Nhưng đối với người có trí sẽ nhìn thấy rằng, đối với người mà tà kiến á, có mang tà kiến vô đó, cái người mà làm không có cái theo đúng chân lý đó, thì chẳng những người đó là mở cửa cái cửa bốn khổ cảnh rồi, người đó sẽ lao xuống bốn khổ cảnh rồi, mà còn xúi dục những người khác nhào vô luôn. Và rất là tội cho những người mà gần gũi những người tà kiến đó. Không sớm muộn thì cũng sẽ mang theo cái tà kiến đó, để rồi sẽ phải cùng chung với số phận như vậy. Cho nên cái tà kiến nguy hại vô cùng. Cái người có trí sẽ lánh xa người ác giới đã đành, còn cũng là lánh xa cái người mà có cái ác kiến
hay là một cái tà kiến xa lắm à. Nó vậy mới mới gọi là cái nếp sống cái trí tuệ. Cái nếp sống trí tuệ đó mới được gọi là nếp sống cái cao thượng, nó là tốt đẹp nha. Nói chung cái người mà sống mà gần gũi với người thế giới ác giới hoặc là gần gũi những người có tà kiến, luôn mang tà kiến chẳng hạn, và cho dù người đó là cách độ nào, dù cho người đó là vua quan đại thần hay là cái chi đó hay là ông trưởng lão nào đó không cần biết, mà hãy đã có gần gũi cái tà kiến nha, thì những người đó sẽ đang rớt xuống bốn phật cảnh rồi. Mình đi theo như vậy thì cũng rớt xuống bốn phật cảnh rồi. Và cái điều đó được gọi là cái nói chung đó là kẻ ngu. Cái người mà thân cận những người, những ông mà phá giới, những ông mà tà kiến, những ông mà sống mà đầy cái nội tâm, đầy cái người dục vọng như vậy, thì gần gũi những người đó là cái người đó là kẻ ngu. Còn ngược lại người trí sẽ xa lánh những người đó. Vì xe nói là những cái bãi tha ma, những đống rác, những cái khổ cảnh. Và những cái người ăn mặc sạch sẽ họ không bao giờ đi muốn đi xuống những cái ống cống như vậy. Những người ăn mặc sạch sẽ không bao giờ họ muốn đi tới những cái đống rác như vậy. Và những người ăn mặc sạch sẽ không bao giờ muốn đi vô trong cái bãi tha ma đầy những tử khí như vậy. Đúng vậy đó. Cho nên cái nếp sống với trí tuệ là chỉ ra như vậy. Trí tuệ là phải đối nghịch với sự vô minh, mà vô minh đồng nghĩa với sự chi mê, tức là kẻ ngu. Và khi có trí tuệ thì vô minh sẽ bị đẩy lùi. Cho nên ở trong cái tập mà Tăng Chi Kinh á, chương ba pháp, cái phẩm thứ nhất là phẩm người ngu á, cái hiệu là A101. Thế có tất cả là 10 bài kinh mà Đức Phật nêu lên cái sự đối nghịch giữa cái người ngu và cái người trí. Điều đó được thể hiện như sau. Ví dụ như chúng ta có bài kinh thứ nhất là bài kinh sợ hãi, chúng ta đây gọi là phá giá xuất tăng. Thì Đức Phật dạy rằng phàm có những sự sợ hãi nào khởi lên, này các tỳ khưu, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải người hiền trí. Cho nên đối với người ngu thì điểm thứ nhất là cái sợ hãi nó sẽ khởi lên cho cái người đó, nhưng mà nó không khởi lên cho người hiền trí. Đó là thứ nhất. Rồi phàm có những tai họa nào khởi lên, thì tất cả những tai họa đó nó khởi lên từ cái, xin lỗi, chi thứ hai là phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, thì tất cả những nguy hiểm đấy nó khởi lên từ người ngu, không phải khởi lên từ người trí. Tức là đây là cái pháp thứ hai dành cho người ngu chứ không phải dành cho người trí. Pháp thứ ba là phàm những cái tai họa nào nó khởi lên, thì tất cả những tai họa đó khởi lên từ người ngu, không phải từ người hiền trí. Đây là bài kinh thứ nhất ở trong cái Tăng Chi Kinh chương ba pháp phẩm thứ nhất á, phẩm ngu ngày bạc. Thì chúng ta có một cái sự giải thích như sau, tức là bản sứ giải của giải thích như sau, thì gọi là cái sợ hãi chỉ là phá gia ní là sợ hãi, là chỉ cho một cái trạng thái rúng động kinh sợ. Khi là chúng ta có một sự rúng động, một sự mà kinh hoàng, một sự lo âu, thì tất cả những cái đó được gom vào trong mấy từ gọi là phá gia ní, tức là sợ hãi. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tiếp theo nữa gọi là cái nguy hiểm, chữ Bali là Uppadawa, nguy hiểm, và chỉ cho một cái trạng thái tâm nó không được cái định tĩnh, tâm nó ngần ngại, nó lo sợ, vân vân. Điểm thứ ba, cái từ thứ ba tức là gọi là tai họa, chữ Bali gọi là Uppasaka, tai họa, là chỉ cho trạng thái tâm bị chướng ngại, tức là cái tâm mà nó bị những nghịch cảnh gì đó nó làm cho chướng ngại, nó không thông suốt được, thì cái đó nó bị tai họa, tức là trạng thái tâm bị dính mắc ở trong cái trần cảnh. Thì đối với những người ngu thường thường mình dính mắc ở trong cái trần cảnh, nhưng mà đối với người có trí thì xem như là cái trần cảnh nó chỉ là cảnh mà thôi, nó tới rồi nó đi, nó tới nó đi, thì người ta không dính mắc trong cái trần cảnh đó. Thì đối với cái ba cái điều này, tức là người ngu nó sẽ có ba cái điểm, tức là người ngu sẽ phải nhận lấy thứ nhất là cái sự sợ hãi, có gì cảm thấy cũng sợ hãi hết,
Cho nên khi mà chúng ta có một cái điều nào mà lâu đó, chúng ta phải tìm cách làm sao chấm dứt cái lâu đó bằng cách nào? Bằng cách mình niệm tưởng tới những ân đức, như ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Giới, ân đức Thí, ân đức Thiên, đúng không? Nhờ cái ân đức nó sẽ hỗ trợ cho mình niệm tưởng ân đức nó sẽ tạo ra cho mình một cái uy lực, hay là một cái sự bình an ở trong tâm. Và khi mình tâm mình nó bình an rồi thì những cái tai họa mà mình đang linh tính nó sẽ lặn đi, nó sẽ mất đi. Thứ nhất là như vậy. Thì người ngu có cái sự sợ hãi, người ngu có sự nguy hiểm, người ngu có sự tai họa tới. Thì riêng cái người trí thì không có như vậy. Và nó hiểu ý nghĩa ba từ sợ hãi, nguy hiểm và tai họa. Nó có cái sự khác nhau như sau. Mặc dù ba cái từ này nó cũng gần như giống nhau vậy. Sợ hãi, nguy hiểm, tai họa, nó gần giống nhau như vậy. Nhưng mà nó có sự khác nhau như sau. Thì có một ví dụ như vậy. Trong bản sẽ giải Kinh Tăng Chi ngày có tháng qua sáng, ngày giải thích như vậy. Có một bọn cướp và trú ở trong rừng, nơi hẻo lánh như vậy. Và có một cái ngôi làng, và bọn cướp nó loan tin rằng nó sẽ đánh chiếm ngôi làng đó. Đánh chi? Để cho nó làm hoang mang cái dân trong làng đó. Mà khi mà ta dân hoang mang thì bọn cướp nó dễ dàng đánh chiếm hơn. Nếu người dân mà lo sợ thì nó dễ dàng nó đánh chiếm hơn, cho nên nó loan tin như vậy. Chứ thật sự ra như mà nó muốn tấn công mà nó loan tin người ta biết, người ta đề phòng thì sao? Cho nên nó mới loan tin như vậy. Điểm thứ hai, nó loan tin như vậy á, nó là giúp, nó làm cho những người đó lo sợ đi. Nên lo sợ thì họ dính mắc với cái tài sản, thì họ phải đi chôn cất giấu giếm tài sản. Hoặc thì bận cướp ấy, nó sẽ để yên đó. Để nhân dân trong làng thấy vậy, nghe tin là bọn cướp nó sẽ tấn công ở cái làng mình, cho nên họ cùng nhau mang cái tài sản, hoặc là những tài sản quý, hoặc là những con, những thú chăn nuôi quý như vậy, nó chạy trốn luôn vô rừng, thì cái mà nó mang theo đó, cái mà người ta mang theo nó thuộc là cái loại quý có giá trị, còn cái mà người ta bỏ lại là những cái mà không có giá trị, thì bọn cướp nó để cho mang đi. Nếu mà vô rừng mà gặp nó thì nó cũng sẽ tấn công nó giết. Nếu là không có thì nó mới để yên đó thì hiểu vậy. Thì sau một cái thời gian như vậy, khi những người dân mà đi vào trong rừng đi ra hạ vẹt, nó nằm ở trên đất, nó phải chống đỡ với những cái côn trùng ở trong rừng, chống nó với mũi vân vân. Rồi một cái thời gian thấy im thấy bọn cướp đâu có tấn công cái đàn đâu, cho nên thấy im nó chắc là bọn cướp bỏ qua rồi. Họ nghĩ là bọn cướp nó do nó tấn công làng, nó có gì đâu mà nó lấy, cái làng nó trống không rồi, nên bọn cướp nó không tấn công đâu. Cho nên mấy người đã mang những cái đồ vật quý giá của mình đem trở về, nhưng mà không biết rằng khi mình mang những cái vật quý giá của mình đem trở về đó, nó tạo ra một cái nguy hiểm mà không thấy. Bởi vì nó sẽ giúp cho bọn cướp biết là những cái đồ mà không có giá trị, qua một thời gian thì những đồ mà không giá trị đó nó là bị hư hao rồi, còn những đồ còn lại nó những đồ tốt, đồ nguyên và đồ có giá trị. Và cho nên chúng ta thấy cái sự mình dính mắc trong đó những cái tài sản đó, nó làm nó vô tình nó chỉ điểm cho những cái bọn cướp biết cách mà khai thác cái đó, biết cái tài sản bí mật. Mình nhớ có một cái câu chuyện như vậy, tức là nó nằm ở phía ngoài đó, nhưng mà nó như vậy. Có một tên trộm, nó đi vào một cái nhà của một cái người đại gia, nhưng nó có cái tủ sắt, nó biết trong tủ sắt nó có tiền bạc nhiều lắm, có những cái vật quý, nhưng mà nó không biết cái cách nó mở, không biết. Thì nó trốn lên ở trên một cái trần nhà lập phòng á, nó đục một chỗ, nó gỡ cho cái máy mà đi lên ở trong cái máy lập phòng á, nó nằm ở trên đó, và nó đưa cái nó quét ra một cái lỗ ở bên tầng đó, nó quan sát, và khi mà đi vô vậy nó
nó lục lọi tùm lum, nó giống như cái dấu dấu vết của cái trộm phá vậy. Thì cái người chủ nhà đi về, trong cái nhà đi về thấy cửa mở rồi, thấy trong nhà cái có những cái dấu hiệu của kẻ lạ vô, họ sợ. Mà những cái đồ phía ngoài nó là đồ không có giá trị. Họ mới đi tới cái tủ sắt mà, tới tủ sắt mình thì thấy tủ sắt mình còn nguyên à, họ cũng thử xem những cái tài sản quý mình ở trong tủ sắt có không, và họ mới mở tủ sắt ra, mở cái khóa ra. Vậy thì tên trộm ở bên trên đó, nó đã có cái máy nó rọi xuống để mà nó lấy được cái mật mã rồi. Ở sau khi mở ra thấy còn nguyên, mừng quá thoải mái à, khóa đổ lại rồi cái cũng chỉnh nhanh ngủ. Thì tên trộm nó mới lẻn xuống, nó đã biết được cái mật khẩu rồi thì nó mới mở ra, nó mới lấy hết tất cả cái đồ đó, nó đi ra ngoài. Rồi người gia chủ không biết được, cho nên dính về những cái mình dính mắc tới cái đó mình là vô tình chỉ điểm cho bọn cửa trộm, bọn cướp nó lấy những cái tài sản quý mình như thế nào các bạn. Thì những nhân làng này nghe bọn cướp nó tấn công thì gom góp những tài sản quý em đi, rồi sang bọn tài sản bọn cướp nó không tấn công, nó mang cái trở về, mang trở về này đấy chính là cái nguy hiểm mà những người ngu mới nhận thức được rồi. Rồi sau khi mà về ổn định mệt mỏi rồi lại ở không phòng thủ, không có phòng thủ, không có những cái kế hoạch để mà chống lại những cái bọn cướp, bởi vì nghĩ rằng bọn cướp nó sẽ không có tấn công nữa, nhưng mà thật sự nó đang tấn công đó, nó đang làm tấn công đó. Và sau khi mà về hết rồi có đầy đủ không thì bất ngờ bọn chúng nó tấn công, và cái dân làng đó nó không có phòng thủ được, cho nên bọn cướp nó có thể giết chết những người dân, hoặc là nó giết nó đốt phá những làng, rồi nó cướp lấy tài sản của bọn. Thì cái điều thứ ba nó chính là cái tai hại. Điều đầu tiên lo sợ đó nó chính là nghe cái thông tin, điều thứ hai là đem cái đồ ra rồi quay trở lại nữa chính là tạo ra một nguy hiểm, và điều thứ ba khi bọn cướp nó tấn công cái làng thì nó lấy hết những tài sản đó rồi nó giết rồi nó đốt phá, là sau cái trận đó rồi những người còn sống lại mới ngồi đúng không, than khóc, than khóc cho những thân nhân bằng quyến thuộc mình cũng có, than khóc cho những tài sản mình cũng có đúng không. Cho nên đây là cái tai họa nó xảy ra bây giờ, cái ví dụ đó để chúng ta nắm bắt được cái sự sợ hãi và cái sự nguy hiểm và cái sự tai hại nó khác nhau là như vậy. Và như vậy thì cái người ngu nó có ba sự kiện, là người ngu sẽ nhận thấy ba sự kiện là sự sợ hãi, sự nguy hiểm và sự tai họa thường phát sinh đến người ngu, và sự sợ hãi sẽ không có đến người có trí, sự nguy hiểm cũng sẽ không có đến người có trí, và sự tai hại cũng sẽ không có đến người có trí. Như vậy đây là bài kinh thứ nhất Đức Phật này chỉ ra như vậy. Rồi cái bài kinh thứ hai trong cái phẩm cũng phẩm người ngu thì đó là bài kinh Tướng Trạng, tức là Lakkhana Sampanna, như vậy tức là A102 đó, ký hiệu A102. Thì Đức Thế Tôn ngài phải dạy là này các tỳ khưu, tướng của người ngu ở trong cái hành động của mình, tức là do cái hành động của người ngu, do cái hành động đó mà người ta biết xác định đây là cái người ngu, và do cái hành động đó người ta xác định đây là cái người trí. Tướng của người ngu thì ở trong hành động của mình, và tướng của người trí thì cũng ở trong cái hành động của mình. Thì lúc đó là trí tuệ của người trí nó chói sáng ở trong nếp sống của mình. Chữ Bali gọi là Abhidhamma Sohati là chiếu sáng. Abhidhamma có nghĩa là cái nếp sống, là chiếu sáng trong cái nếp sống của mình. Thì khi mà thành tựu cái ba pháp này thì cái người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Tức là cái tướng trạng người ngu nó có ba. Nhưng mà ba tướng trạng người ngu đó là gì? Nếu mà cái giải này các tỳ khưu, thì người ngu được biết đến có ba tướng trạng. Thứ nhất là thân làm ác, là một. Miệng nói ác là hai. Thứ ba ý nghĩ ác, ba cái điều này.
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này các tỳ khưu, thành tựu ba pháp này. Này các tỳ khưu, người ngu được biết đến, biết đến bởi cho cái tướng đạn, nó là như vậy. Rồi nói người trí thì sao? Thì Đức Phật dạy là thành tựu ba pháp này, người trí được biết đến. Thế nào là ba? Tức là thân làm thiện, ngữ nói thiện và ý nghĩ thiện. Thì này các tỳ khưu, thành tựu ba pháp này, người trí được biết đến như vậy. Thì Ngài Bố Thí Vô Xá trong cái bản sớ giải về cái bài kinh này đã có nêu ra như sau: người ngu và người trí được hiện bài do cái nghiệp của người ấy tạo. Thân làm ác, ngữ nói ác, ý nghĩ ác, nó tạo ra một cái ác. Mà chính một ác đó, nó cho ra một cái ác quả. Mà ác quả là cái hậu thân của người ngu này ngay trong hiện tại. Người ngu này là cái người nhận lãnh đấy, nhận lãnh rồi. Rồi còn cái người trí là thân làm thiện, ngữ nói thiện và ý nghĩ thiện. Mà như vậy thì tạo ra một nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện thì nó sẽ cho quả an lạc. Quả an lạc ai hưởng? Thì hậu thân của cái người trí đó hưởng lấy. Ngay trong cái hiện tại này thì người trí cũng nhận được những cái kết quả tốt đẹp, nó là như vậy. Và Ngài Bố Thí Vô Xá, Ngài nói rằng, Ngài giải rằng đó là cái người ngu á mà đi đó, người ngu mà thực hiện như vậy đó, thì cái đường lối đi của người ngu đó nó giống như là cái lửa rừng nó cháy vậy. Cái làng này thì cái lửa rừng nó cháy tới đâu á thì nó thiêu đốt, nó hủy diệt cây cối tới đó, nó đốt cháy cây cối, nó đốt cháy những bụi cây, rồi thậm chí có thể đốt cháy những cái làng mạc hiệu quả đây là thôn xóm. Thì khi mà cái lửa đi qua rồi đó thì cái mảnh đất mà lửa đi qua nó chỉ còn lại là những cái đống đầy tro than bụi, hoặc là những cái bụi đen màu hồng thôi, chứ ngoài ra là an toàn, không có gì cả hết. Nên là cái thân làm ác, ngữ nói ác, rồi ý nghĩ ác, nó giống như lửa vậy, nó thiêu đốt những cái gì mà người đó có, mà cái người đó có mà quý nhất của người đó có chính là cái thiện pháp. Giống như lửa mà nó thiêu đốt căn nhà, căn nhà nó tốn bao nhiêu năm trời mới có thể xe trước được căn nhà. Mà một cái ngọn lửa nó chỉ 2 giờ đồng hồ hay là 3 giờ đồng hồ là nó thiêu hoại rồi. Mà muốn cất một căn nhà phải mất cả 5 năm, 10 năm, có đôi khi cả 20 năm, có đôi khi gần nửa đời người mới có được một căn nhà vậy. Nhưng một ngọn lửa chỉ qua thôi là 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ có thể là tăng thành hết. Cũng vậy, cái phước mình tầng tiện mình đi kiếm rất là lâu, mình tích lũy lại. Nhưng thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nó là phá hoại cái phước mình, giống như ngọn lửa nó thiêu những cái cây, những cái bụi cây, những lùm cây, rồi những làng, những căn nhà, căn chòi, không bất. Nó chỉ còn tại lại là một cái bãi đất trống. Không ai bãi đất trống được tốt đẹp. Bãi đất trống đầy tro bụi, đầy tro than, đầy những cái vật phế thải, nó rất là nguy nè. Còn nói tới cái đường lối của người có trí như thế nào thì Ngài Bố Thí Vô Xá Ngài cho biết rằng cái đường lối người đi của trí, người trí đi đó, nó cũng tựa giống như cái điềm báo cho mây mưa nó sẽ rơi xuống. Mưa lớn có thể làm cho đầy ao hồ, đầy những con sông suối nhỏ, đầy những con sông nhỏ, không vậy? Rồi nó đưa đến, vậy mưa xuống sẽ đưa đến một cái sự sinh sôi nảy nở lên, làm tăng trưởng những cái loại cây cũng có, là cho những chúng sanh cũng có. Nơi nào mà có cái đồng nước là nơi đó có sự sống, nơi nào có nước là nơi đó có sự sống. Mà nơi nào mà có nước nhiều thì cái sự sống nó gia tăng, nó mạnh, nó con người của nó, con người sống ở nó rất là cái tư tưởng rất là thoải mái, tư tưởng rất là mình an. Nhưng mà sống ở nơi cằn cỗi, sống ở nơi mà thiếu vắng nước nôi thì cái tâm tình, tâm lý của cái người sống đó dần dần nó trở nên cáo ẩn, nó dần dần nó trở nên khó khăn, nó dần dần nó trở nên là cọc cằn, của vật nó ảnh hưởng cái môi trường sống, tâm tính mình đôi khi cũng ảnh hưởng cái môi trường sống chứ không phải là không đọc.
Cho nên nơi nào mà có nước đầy đủ, nước nôi tốt, sự sống nó tăng trưởng, thì cái tâm của người dân nó rất là thoải mái, nó yên lành, nó cùng nó không có lo lắng gì hết. Mà chúng tôi nhớ cách đây khoảng chừng 40 năm, 50 năm về trước các bạn, cái dân miền Tây đó, dân miền Tây đó, cũng đã có một cái thời gian sống với dân miền Tây đó, họ tiền bạc họ không có bao nhiêu hết á, nhưng mà cái đời sống họ rất là bình thản, rất là vui, họ không có lo lắng gì hết trơn á. Ở nhà chỉ cần có gạo thôi, cái lúa thôi, những cái đồ ăn xung quanh họ có đầy đủ hết. Họ ra vừa ở bên xa vườn đó, họ rau trời đầy hết, nào rau nào cũng có hết. Họ đi lên xa vườn chút xíu họ đem vô có rổ rau đầy hết rồi. Họ xuống dưới sông nhẹ hạn hoạt, họ có cái vợ còn vớt một cái nữa, còn cá chốt cũng rất là nhiều, họ có thể được nhẹ hạn hoạt. Cho nên cái đời sống họ không có cần tiền, gần như không cần tiền, họ sống cho nên cái tâm của họ rất là thoải mái, rất là hiền hòa, không có cáo bẩn, không có gì hết, họ rất là vui vẻ mà. Thì chúng ta thấy cái nơi sông nước nhiều, nó tốt như vậy. Thì cái đường lối của đường lối đi của người có trí nó giống như là mây mưa và báo hiệu cơn mưa rơi xuống như vậy. Mà khi mà nó có mưa thì có sự sống như vậy, và cái sự phát triển nó làm cái vạn vật thì cây cối cũng có mà sinh chúng cũng có, nó tăng gia, nó sinh trưởng, nó phát triển rất là nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy hai cái dấu hiệu, hai cái đường lối của cái người ngu và cái người có trí nó hiện tướng là như vậy. Và cái hiện tướng, cái đường lối của người ngu ấy, nó chỉ làm tiêu hoại mà thôi. Còn trái lại cái hiện tướng của cái người hiện trí đó là chỉ có duy nhất là sự thành tựu tốt đẹp, không có sự thất bại. Người có trí là luôn luôn có sự thất bại. Chúng tôi thường nói với các vị rằng là sống trên đời này muốn thành công không phải chỉ có trái tim, không phải chỉ có trái tim từ bi là thành công, không phải nha. Mà cần phải có cái lý trí, cần phải có lý trí. Sự thành công trong đời này phải có cái lý trí. Nhưng đừng, nếu mà cứ sống bằng lý trí không đó thì con người rất là khô khan, có người rất là sỏi đá, có người rất là khô cằn cỗi. Cho nên muốn thành công phải có sống cái trí tuệ, và trong tâm phải có những giọt nước từ bi, cho nên mới hài hòa, nó giúp cho cái người đó không có bị khô khan, không có bị cằn cỗi, không có bị một cái nghiêm khắc quá đáng. Cần phải có từ bi, nếu mà thành công phải là trí tuệ, cho nên phải kết hợp nó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng lúc Phật Ngài dạy là thành tựu ba pháp này, này các thầy cô, người ngu được biết đến rồi, tức là một bài kinh khác á, tức là bài kinh thứ tư trong cái phẩm này, tức là bài kinh lầm lỗi. Bài kinh này chữ Bali gọi là Accaya Sutta, tức là bài kinh lầm lỗi, cũng trong phẩm người ngu. Thì Đức Phật có dạy rằng là thành tựu ba pháp này các tỳ khưu, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội không thấy là phạm tội. Một cái một phạm tội đó, phạm một cái lỗi đó, thì nó tại bị nhân nhị, tại hoàn cảnh thì mỗi vật nó khá như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy nè, cái gì phạm tội mà không biết là mình phạm tội. Nhưng mà ví dụ nha, vừa qua nó có một cái nhỏ thôi, mình để chúng mình nói cho quý vị sẽ có một cái kinh nghiệm. Đừng có gì một cái bóng sắc bên ngoài mà rất là nguy hiểm mà không thấy. Là ở trong một cái cuộc lễ nghi mà chúng tôi cũng đã ngồi trong đó, thì cái người thí chủ dân nghi sau
Sau khi mà Chư Tăng lên ngồi trong một cái bàn xong, thì người thí chủ dân y sẽ dâng cái mâm Nhật Lạc Tết, tức cái bàn mà tự lên nhà Chư Tăng. Quá tốt, quá đẹp nè, nó không có gì cả nè. Rồi Chư Tăng thọ xong thì bây giờ cái một anh quay phim chụp hình đó mới muốn chụp hình với con này, muốn chụp hình là để anh chụp hình này, muốn chụp hình để lấy tiền chứ không phải cái gì hết. Để mới nói chị dân Chư Tăng đi rồi tôi chụp hình ra. Thì rồi con này cũng vậy, cũng nghe vậy mới dân lại lần thứ hai là chụp tấm ảnh. Chụp tấm ảnh nó có đẹp chăng nữa cũng chẳng có giá trị gì hết. Mà cái lầm lỗi mà không thấy là sao? Cái mình đã dâng rồi là của Chư Tăng rồi, nên mình dâng cái mâm vật thực đó là của Chư Tăng, Chư Tăng thọ là của Chư Tăng rồi. Bây giờ mình lấy mình dâng lại lần hai để gì? Để chụp cái tấm ảnh nè. Nhưng mà không thấy nè, cái mình lấy là lần hai mình dâng như vậy là mình đang trộm cắp mà mình thấy. Tại vì của này đâu phải của mình nữa đâu, mình đã dâng rồi nè, là của Chư Tăng nè. Rồi cái thích cái chụp hình chạy theo cái đó mà bị cái phước đâu không thấy nè. Cái phước đâu không thấy nè, mà lại thấy có cái tội trong đó lấy của Chư Tăng mới ghê nè. Mà không thấy cho nên cái người không có trí đó thì phạm tội, không biết rằng mình phạm đang phạm tội. Chúng tôi điển hình một cái nhỏ nhỏ thôi để cho quý vị thấy là như vậy. Đó là một cái pháp của cái người ngu nó phạm tội mà không thấy rằng có phạm tội. Thứ hai, phạm tội sau khi thấy có phạm tội rồi không biết sám hối, không hề biết sám hối. Nghĩ rằng mình sám hối mắc cỡ, mình sám hối là người ta xem nhẹ mình. Nhưng mà không phải, khi mình xem hoa sám hối như vậy á, nó giống như là một cái người bị thương biết rằng mình cái bị một nhọt cho hẹo bạc mà đi khai trong bác sĩ biết cho hẹo bạc thì ổng sẽ có thể là ổng mổ vết thương đó ra, mổ cái một nhọt đó ra, ổng nặng cái có đau chăng nữa nhưng sau đó thì vết thương nó sẽ lành, vết thương nó sẽ không có làm khổ sở, không nó làm độc hại nữa. Cũng vậy, nếu mà mình đã biết mình phạm lỗi rồi, mình xin sám hối thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Cũng giống như cái vết thương mình bị một vết thương vậy, báo cho cái người y sĩ rửa sạch cái vết thương đó. Trong cái quá trình rửa sạch nó có thể là đau, có thể là sót, rồi họ thoa thuốc vô, họ đắp họ vải vô, dài bao nhiêu hôm sau thì cái vết thương nó lành, mình trở nên người khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà có phạm lỗi rồi, người ta nó biết rất có phạm lỗi rồi mà không sám hối. Cũng giống như mình đã có một vết thương, mình đã có một cái vết một nhọt mà cứ gìn giữ lấy, không có dám cho người ta biết thì cái vết thương đó nó sẽ làm độc. Cái vết nhọt vết ung nhọt đó nó sẽ nhức nhối lên thêm thôi, nó không có vấn đề gì cả. Cho nên cái tướng trạng thứ hai của cái người ngu là sao? Là có phạm tội, biết có phạm tội mà không biết sám hối, mà không dám nói lên những cái tội lỗi của mình. Đây là tướng trạng thứ hai của cái người ngu. Tướng trạng thứ ba của người ngu là gì? Thì khi được người khác đó, nó chỉ cho cái lỗi mình, chỉ cho cái lỗi thì lại là phẫn nộ không chấp nhận, họ tìm cách bào chữa nè, tại vì như vậy, bị gì như vậy, do gì như vậy, vân vân. Mà không thấy rằng cái đó là cái lỗi mình, cái đó là ai cũng như ai, ai cũng vậy thôi, rồi làm vậy là giống như cái đám đông, người ta làm sai mà mình cũng làm sai, vậy hả vậy? Thì cái quả khổ là mình chịu chứ người ta không phải người khác chịu đâu, người khác làm sai họ chịu quả khổ của họ. Còn mình làm sai mình chịu thôi, nghĩ tới cái quả khổ mình chịu thì lúc đó đó thì mình mới chấp nhận. Còn chấp nhận là mình sám hối thì người ta có gì nữa đâu. Nhưng mà cái tướng trạng của cái người ngu nữa đó là khi phạm lỗi người ta chỉ cái lỗi đó không chấp nhận mà cố tình bào chữa, tại tôi làm vậy là như vậy, bởi vì như vậy, vân vân.
đây là tướng trạng của cái người ngu. Như vậy thì người ngu có ba cái đặc điểm. Thứ nhất là phạm tội không thấy rằng mình phạm tội, không biết mình phạm tội. Thứ hai, phạm tội biết rằng phạm tội không chịu sám hối. Thứ ba, nó biết đã phạm tội, người người khác chỉ cho cái lỗi mình đây không chấp nhận, không hề chấp nhận. Đây đây là ba cái pháp đó được gọi là của cái người ngu được biết hết. Rồi cũng phải giải là thành tựu ba pháp này này các thì cô người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội thấy là có phạm tội nè, cho nên cái điều là phạm tội mà muốn biết là có phạm tội phải do học hỏi nhiều mới thấy, chứ còn không thì đâu có thấy, đâu có thấy là mình có cái phạm lỗi đâu chẳng hạn vậy. À, cho nên cái không phải là chỉ cái năm giới bảy giới, không phải chỉ đó là cái thường tình có những cái lỗi nó sâu thẳm bên trong mà mình không thấy, mình không biết. Chúng ta thí dụ nha, luật Đức Phật ngài không cho phép làm như vậy mà mình làm như vậy thì là mình tưởng là mình làm vậy là bình thường, không phải bình thường mà trong cái điều đó Đức Phật ngài chưa cho phép là mình làm, chưa cho phép làm mà mình làm, mình nghĩ là không sao. Thật sự ra cái điều luật đó đó Đức Phật ngài không có nói ngài không cho phép, hoặc là ngài là cho phép, ngài không có nói. Mới giờ tự nhiên cái mình đi làm cái điều đó chẳng hạn vậy. Thí dụ nó là trong luật cái Đức Phật ngài không có cho phép nhị tỳ khưu cho xuất gia Sa-di-ni, không có. Rồi bây giờ mình cho xuất gia Sa-di-ni, mình tưởng là bình thường đó, không có đâu, không có đâu. Mà cái hành động đó nó xem như là bất kính với bậc đạo sư, bậc đạo sư không có cho phép làm mà mình làm là xem như bất kính với bậc đạo sư, một điểm. Điểm thứ hai là sao? Là mình tự cho rằng mình hơn cả đức bậc đạo sư. Cái luật này Đức Phật không có cho, chưa có cho phép, mình tự động mình sáng chế ra, mình tạo ra, mình xem như là mình hơn bậc đạo sư, hơn Đức Thế Tôn. Cái đó là cái lỗi thứ hai nữa mà mình không thấy. Và như vậy những cái lỗi này nó có thể dẫn xuống bốn khổ cảnh như chơi vậy. Cho nên nó không phải là cái sát sanh trộm cắp là nhâm nó uống rượu đâu, không phải. Có những cái lỗi rất nhẹ nhàng, rất là vi tế mà mình không thấy đó, tức là những cái nghiệp đó mà chúng tôi đã từng nói rằng cái tại sao mà Đức Thế Tôn á vào cái lúc mà ngài sắp viên tịch thì ngài phải uống cái nước mà có cái đoàn xe đi qua giấy đục lên, rồi ngài ăn đa thương ngài mới như nói là Đức ngài là nói Đức Thế Tôn trước mặt có dòng sông thôi thì tới uống. Đức Phật nói Như Lai khác lắm rồi, Đức Phật phải nói rằng này anh ra Như Lai khác lắm rồi, đủ hiểu là cái sự khác ngài đến mức độ như thế nào rồi, hãy đi lấy nước mới về. Thì ngài anh ta đi tới là nước là được lượt trong vắt, ngài mang về. Ngài nói là do cái tiền nghiệp ngài là Bà La Môn thấy con bò nó uống nước bẩn ngài cũng cho. Ngài kéo con bò về cho uống nước trong nha, uống nước tốt nha, nước trong. Nhưng mọi cái việc nhỏ như vậy đó, làm khổ chúng sanh khác, làm khổ chúng sanh khác mà sao với cái bản thể là bị chánh đẳng giác rồi mà nó cũng theo nó cả. Nên ngài phải uống cái nước mà mặc dù trong xuống vậy nhưng mà cái nước bẩn ngài ta không dám múc, cho nên đỡ cho ngài phải khát thêm một thời gian nữa, cũng giống như ngài lễ cho con bò phải khát thêm một thời gian nữa. Thì cái nào nhân quả nó liên tục như vậy, cho nên chúng tôi nói rằng cái người mà có trí đó thì phạm tội thấy rõ là phạm tội, mà muốn được như vậy thì phải học nhé, học luật, học kinh, học những cái điều mà trong Đức Phật như vậy. Để gì? Để mình không tự tỏ ra mình hơn Đức Phật, mình không phải tự tử mình không phải là tỏ ra là mình khinh thường Đức Phật hay là mình vượt quá quyền của Đức Phật, mình không là gì cả mà mình đã tự cho mình hơn Đức Phật, mình khinh thường Đức Phật thì tội tội nghiệp quả lớn vô cùng chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà
chưa hết nè, nó lại dẫn thêm một cái số người ham cái danh nó không có xứng đáng như vậy đó, đi theo nó rớt xuống bốn khổ cảnh luôn nè, chứ không phải là không đâu, làm tai hại rất là nhiều người, là nó là như vậy nha. Cho nên cái phạm tội thế là cái phạm tội đó là cái của đặc tính của người trí. Chúng tôi nói sơ qua vậy quý vị sẽ thấy rằng cái trí nó soi rọi rất là nhỏ, nó soi luôn cả những cái mà cái bước nhỏ ở trong một cái tập thể lớn. Để nó tránh đi những cái nhỏ nhặt như vậy, chứ không phải là cái lớn đâu, cái bình nó bể là kiểu đương nhiên thôi. Nhưng mà tại sao bình nó bể, do lý do nào bình nó bể chứ người trí sẽ thấy được cái nguyên nhân đó luôn. Chứ bình nó bể là cái gì đương nhiên rồi, nhưng mà tại sao cái bình nó bể? Để bình nó không đúng vị trí, để bình nó chênh vên, hoặc là vô ý đưa cái tay cũng chạm cái bình qua một cái vật cứng khác, bình nó bể cái nguyên nhân. Nhưng đâu phải chỉ cái bình nó bể là biết bình nó bể không, người trí cũng sẽ thấy được cái nguyên nhân nào khiến cho bình nó bể, chẳng hạn như vậy. Thì người trí sẽ thấy là phạm tội, thấy là có phạm tội rồi, phạm tội sau khi thấy là có phạm tội thì vị nó sẽ sám hối cho tội lỗi rồi. Như là nếu như cái mái nhà mà che kín thì mưa nó sẽ dội trên mái nhà cái tiếng rất là lớn, ầm 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 ầm. Nhưng mà nếu như cái mái nhà nó được mở rộng ra thì giọt mưa nó xuống nó nhẹ nhàng, nó thấm xuống đất đều, nó không có dội ngược lại khiến người khó chịu như thế nào cũng vậy. Cho nên người có trí thấy phạm lỗi sẽ đi sám hối. Thứ ba là người có trí phạm lỗi, biết phạm lỗi, người khác chỉ dẫn chỉ bảo phạm lỗi, biết nhận, biết nhận thức đó là cái lỗi, mình sẽ khắc phục, sửa chữa đàng hoàng. Đây là thành tựu ba pháp này, này các thầy cô, người thiện trí được biết đến như vậy. Chúng ta có cái nhiều cái bài kinh như là Như Lý Tắc Ý, Như Lý là suy tư đặt câu hỏi dạy nha, như là bài kinh thứ năm là Không Có Khéo Tắc Ý, tức là Ayodhiso Manasikara Sutan. Cái này có ký hiệu là A103. Thì Đức Thế Tôn này dạy rằng là thành tựu ba pháp này các thầy cô, người ngu được biết đến. Thế nào là ba? Là không như lý suy tư đặt câu hỏi. Tức là khi mình đặt một câu hỏi đó, mình phải suy ngẫm ra câu hỏi này mình đặt nó với một cái mục tiêu gì, mục đích gì, chứ không phải là để chứng tỏ là tôi đặt câu hỏi nha. Nhiều có những câu hỏi mà nó không có một cái ý nghĩa là học tập mà nó đặt ra những câu hỏi để vặn vẹo, để thì bắt bẻ, để vấn nạn, đúng không? Cái nói đó được gọi là không như lý suy tư đặt câu hỏi, đó là cái tướng đạo thứ nhất. Tức là hỏi những câu hỏi bâng quơ như thế vậy mà không có mục đích nào rõ ràng hết. Thứ hai là không như lý và suy tư trả lời câu hỏi của người khác, đúng không? Nghĩa là khi người ta hỏi một câu hỏi đó thì không có đắc ý đúng theo cái ý nghĩa của người ta hỏi, mà hỏi nó đáp ra một qua một cái câu hỏi khác, qua một câu trả lời khác như vậy. Điều thứ ba là khi người khác mà như lý trả lời câu hỏi, tức là khéo léo trả lời câu hỏi đó đó, thì cái người thì ngu nó sẽ không chấp nhận cái câu đó. Tức là có ba cái pháp này. Thứ nhất là không có khéo tác ý đối với câu hỏi, tức là một câu hỏi không có cái khéo tác ý trong đó. Thứ hai là không có khéo tác ý để mà trả lời câu hỏi. Và cái điều thứ ba là có người đã khéo tác ý trả lời câu hỏi đó thì không chấp nhận là cái tình cách là phản bác do cái ngã mạn của mình khởi lên ngay. Và thì thành tựu ba pháp này thì được xem như người ngu được biết đến như vậy. Cho nên khi mình
Mình muốn hỏi câu hỏi gì đó, mình hãy suy tư cho nó khéo léo à, câu hỏi này cần nên hỏi hay không, và hỏi với cái mục đích nào đó, là chứ không phải mình như hỏi một cách bâng quơ ha, hỏi một cách mà nó không có cái rõ ràng. Rồi khi trả lời câu hỏi thì cần phải suy tư cái câu hỏi này là đang muốn nói trọng tâm điều gì vậy, và khi nghe người ta trả lời một câu hỏi đúng pháp đúng luật thì quan hệ chấp nhận, đó là cái cách cách ngộ của người trí, nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ có người bạn sẽ giải thích một số cụm từ như sau. Thứ nhất là cụm từ ayoniso banhang cách ta hô tiết, tức là không sinh khởi thực hiện đúng với câu hỏi, tức là cái người ngu đó. Xin lỗi, trước tiên là câu hỏi thứ nhất là như vậy. Tức là cái người ngu đó khi muốn hỏi câu hỏi đó nó không có thực hiện đúng với câu hỏi, tức là người ngu không có hỏi đúng theo cái câu câu trả lời như vậy. Như trong cái trường Bộ Kinh, thì trong trường Bộ Kinh đó thì tập 1 cái bài kinh Sa Môn Quả chẳng hạn vậy, Sa Môn Nhá Pha Lá Xuất Tăng đó, ký hiệu là D147, thì vua Achapa Sát Tú tức A Xà Thế đó đã hỏi tôn chủ Purana Kassapa về quả báo của Sa Mâu Hạnh, tức là vua sẽ thấy muốn tìm biết rằng cái sự đi tu đi xuất gia nó có những cái quả báo như thế nào, thì hỏi tôn chủ Purana Kassapa về cái quả báo của Sa Môn. Nhưng mà tôn chủ cái câu hỏi này nó không phải nằm cái trong cái lĩnh vực của vị tôn chủ này, mà cái câu hỏi này nằm trong lĩnh vực của đức Chánh Đẳng Giác. Cho nên cái tôn chủ Purana Kassapa này thấy hỏi câu hỏi đó mà ông không tìm thấy cái đường lối để trả lời, thì ông mới trả lời qua một cái gì, lý thuyết khác, là ông trả lời theo cái vô phụ kiến, tức là cái chủ thuyết của vô phụ kiến của ông, tức là na tí thí đó, na tí thí của vô phụ kiến này. Tức là ông trả lời này đó là nó không có phước, không có tội gì hết. Ông đừng hỏi tôi về cái quả báo Sa Môn, trong khi vua A Xà Thế muốn biết là những vị xuất gia như vậy đó mà có những cái quả báo như thế nào. Ông nói không có quả báo gì hết, ông trình bày cái thuyết vô phụ kiến của ông như vậy. Thì vua A Xà Thế mới nói rằng là như là một người hỏi về cái trái xoài lại đáp là một trái mít, hay hỏi về trái mít thì trả lời là trái xoài như vậy. Phật giả giống như là trưởng lão là lú đa dí chẳng hạn vậy, lão là trong giáo pháp này cũng có một vị tỳ khưu có tên gọi là La Lú Đa Dí, hoặc là cũng được gọi là Lô Lú Đa Dí. Cái vị này được mang tiếng là cái người nói phi thời, nói phi thời. Và cái vị này ấy, cũng trong giáo pháp này cũng có nhiều cái mẫu gia gọi về cái vị này lắm. Thì khi được Đức Thế Tôn này hỏi về, hỏi là này Cú Đa Dí có bao nhiêu chỗ để tùy niệm, tức là có bao nhiêu pháp để mà tùy niệm, nương theo để tùy niệm, thì chữ tùy niệm đó ở núi Sa Tý đó, thì trong cái điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh chương 6 pháp bài kinh Ú Đa Dí, bài kinh nó số 29 ký hiệu là A3 322. Thì tôn giả Ú Đa Dí đã suy nghĩ rằng uẩn ở trong quá khứ là cái nền tảng của tùy niệm, tức là ông nghĩ rằng khi Đức Phật hỏi là này Ú Đa Dí có bao nhiêu chỗ để tùy niệm, tức là nương theo đó để mà ghi nhận, nương theo đó là ghi nhận, thì ông nghĩ rằng Đức Phật này hỏi vậy là hỏi về cái gì ngũ uẩn trong quá khứ, cho nên đây là không có cái khéo cái tác ý về cái câu hỏi, cho nên ông sẽ trả lời một cách rất là sai lầm. Ông đã nói với Đức Thế Tôn
là cái năm cái năm quẩn trong quá khứ là cái nơi cái tùy niệm hai vậy. Rồi nói về cái câu hỏi đó, cách đặt câu hỏi, tức là phải suy tư về cái đặt câu hỏi. Cho nên cái giờ đó này á, cái người trí nó suy tư và đặt câu hỏi là khác, còn cái người mà không có trí thì đặt câu hỏi nó khác. Thì trong cái phần này Đức Phật ngài cũng chỉ ra để thấy rõ cái sự đặt câu hỏi nó như thế nào. Thì về đặt câu hỏi đó, ở trong Tăng Chi Kinh chương 5 pháp kinh những câu hỏi, thì cái bài kinh những câu hỏi này chữ Pali gọi là banh banh há vứt cha há vứt cha xuất tăng, tức là kinh những câu hỏi. Bài kinh số 165 ký hiệu là A3 191 như vậy. Thì ngài Sariputta đã có giảng về năm cách hỏi như sau. Tức là có năm loại câu hỏi, có năm cách hỏi như sau. Thứ nhất là do đần độn ngu si hỏi người khác một câu hỏi. Câu hỏi này chẳng có ăn nhập gì chứ, chẳng có đưa tới một mục đích nào, chưa đến đưa tới một học tập nào hết. Nên do đần độn ngu si cho nên hỏi người khác một câu hỏi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, do ác dục, do tham dục hỏi người khác một câu hỏi. Ví dụ hỏi sao, hôm nay mình đi bé cái chỗ đó có được vật thực gì không, có được vật thực ngon hay không, hay là có được vật thực đầy đủ hay không, hôm nay mình đi dự lễ đó thì có gặp được Phật tử nó cúng dường thiêu cho mình hay gì không, vân vân. Hay là chúng tôi có từng gặp những cái vị sư, nhưng bình thường chuyện mà người thí chủ cúng dường là chuyện bình thường thôi, phước ai nấy hưởng, không có gì hết. Nhưng mà thường thường ấy xong là hỏi chứ, cái bao thơ ngài được nhiêu, bao thơ chưa được nhiêu, chứ vậy là đây là những câu hỏi do ác dục, do tham dục hỏi người khác một câu hỏi. Những câu hỏi đó nó không có giá trị, không có đáng gì cả, phước ai nấy hưởng thôi. Nhưng mỗi người có phước riêng mà, đâu có nói là được đâu. Mà tìm hiểu mấy cái đó để làm cái gì? Cho nên thấy đó là một câu hỏi do ác dục, do tham dục nó chi phối. Điều câu thứ ba, điều câu hỏi thứ ba là do khinh thường nên hỏi người khác một câu hỏi. Trong này thì nó đã ngầm có cái ngã mạng nằm trong đó, là khinh thường cái người đối diện mình á, hỏi một câu hỏi này bắt bí người ta để vấn nạn người ta, chẳng hạn vậy. Đây là một cái câu hỏi do cái ngã mạn sinh để tự hào rằng ta hỏi một câu hỏi hay, ta hỏi một câu hỏi có xuất sắc, đúng không? Là do khinh thường với người khác cho nên hỏi một câu hỏi như vậy, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là với tâm muốn hiểu biết nên hỏi người khác một câu hỏi. Đây là cách câu hỏi của người trí, vì cái điều đó mình còn chưa thông suốt, mình chưa có hiểu rõ, mình muốn hỏi cho cái người hiểu biết, họ sẽ hỏi mình, họ giải đáp cho mình một cách rất là tốt đẹp như vậy. Cho nên trong trong kinh văn chúng ta cũng thấy rằng có những vị tỳ khưu đi tới gặp ngài Xá Lợi Phất hỏi vì sao là như vậy, hoặc là gặp ngài Ananda, hoặc ngài Anu Quốc Thá là hỏi vân vân. Đây là do cái câu hỏi của người trí, đó là tâm muốn hiểu biết một vấn đề nào đó nên hỏi người khác một câu hỏi. Đây là cái cách thứ tư. Và cách thứ năm, do nghĩ rằng nếu ta hỏi mà vị đó trả lời đúng đắn như vậy thì tốt đẹp, nhất là chấp nhận. Nhưng nếu như ta hỏi mà vị ấy trả lời không đúng đắn thì ta sẽ trả lời cho vị ấy một cách đúng đắn. Đây là hỏi với tâm từ, hỏi với tâm trợ giúp cho cái người đó. Tức là đôi khi mình thấy cái vị này hiểu vấn đề nó như vậy nhưng mà chưa có rốt ráo, thì mình sẽ hỏi một câu nữa. Hỏi câu đó nếu mà vị đó trả lời một cách rốt ráo rồi thì mình chấp nhận, đúng. Còn nếu mà còn thiếu, chưa rốt ráo thì mình sẽ bổ túc thêm cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Như vậy thì trong năm cái loại câu hỏi đó, thì câu hỏi đầu tiên là do ngu si, câu hỏi thứ hai do cái ác dục, câu hỏi thứ ba do cái ngã mạn, tức là do ngu si, tức là mới đầu mình do đần độn ngu si mới hỏi người khác một câu hỏi. Đó là câu hỏi thứ nhất là do ngu si. Thứ hai, do ác dục, tham dục mới hỏi người khác một câu hỏi. Đó là cái tâm tham nó sinh khởi lên. Và thứ ba là do khinh thường người khác, là do cái ngã mạn nó sinh khởi lên. Và thứ tư, do tâm muốn hiểu biết, đây là do cái trí muốn hiểu biết sinh khởi lên.
Và thứ năm là do cái trí kết hợp với tâm từ. Năm cái ý của câu hỏi này nó là như vậy. Thì chúng ta thấy cái cụm từ rất là đặc biệt là như vậy. Cụm từ thứ hai là Ayodhiso Banhang Visacheta Visacheta Hô Tí, nghĩa là cái người ngu cho dù trước khi trả lời câu hỏi thì cũng đã suy nghĩ giống như vậy rồi, giống như vậy. Tức là trước khi mà trả lời đó, câu hỏi hay phải câu hỏi trả lời như thế này thì lại suy nghĩ theo cách khác. Rồi trong khi trả lời cũng trả lời theo cách lại mình suy nghĩ rồi như vậy. Như là cái trưởng lão La Lú Đà Dí chẳng hạn như vậy. Đức Thế Tôn đã hỏi tôn giả Ú Đà Dí ba lần. Này Ú Đà Dí, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Thì cả ba lần tôn giả Ú Đà Dí đều im lặng. Đến lần thứ tư, đến lần thứ ba thì tôn giả An Đa mới nói với tôn giả Ú Đà Dí rằng: này hiền giả Ú Đà Dí, Thế Tôn hỏi hiền giả. Thì tôn giả Ú Đà Dí mới trả lời ngài An Đa rằng: thưa hiền giả An Đa, tôi có nghe Đức Thế Tôn gọi. Rồi ông mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, khi bị tùy khu mình nhớ đến nhiều đời quá khứ trước, thì với các cách đại cương và các chi tiết, bạch Thế Tôn, đây là chỗ để tùy niệm. Nhưng mà đâu phải cái đó đâu, là chỗ để tùy niệm, có cái chỗ nào để tùy niệm. Và cái đó nhớ là cái quá khứ không phải là chỗ để tùy niệm. Là sao vậy? Bởi vì cái quá khứ đã diệt rồi thì làm sao mà tùy niệm đây? Chúng ta nhớ cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền á, Đức Phật giảng là gì? Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì quá khứ đã diệt tận rồi mà đi nhớ lại quá khứ để mà tùy niệm thì quả thật là nó không đúng. Làm sao mà có thể có được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã đang diễn tiến được? Cho nên vị này mới nghĩ là nghĩ tới quá khứ là mới tùy niệm. Đức Thế Tôn ngày mới rầy nên nó bảo ngài ra như vậy: ta đã biết này An Đa, ta đã biết này An Đa, kẻ ngu Ú Đà Dí này không sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm, tức là A Thí Chích Tá. Tăng thượng tâm ở đây là tập sư giải giải thích là sống tu tập về Sá Ma Thí, tức là thiền chỉ, và Vipassana là thiền quán, là chỉ cho sự tu tập về thiền chỉ tịnh và thiền minh quán như vậy. Thì do sống không có tu tập về thiền chỉ hay thiền minh sát cho nên đâu có biết được là người ta sẽ hỏi những cái vấn đề nào đó. Và trường hợp này chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng có cái câu chuyện có hai vị tỳ khưu. Một vị vị tỳ khưu ấy là thích nghiên cứu về pháp học nhưng mà không có thực hành. Còn vị tỳ khưu kia là chuyên tâm hành, ít học nhưng mà chuyên tâm hành. Rồi khi mà cái vị tỳ khưu mà pháp hành trở về đó, vị tỳ khưu pháp học có một cái ý muốn bắt chẹt cái vấn nạn vị tỳ khưu pháp hành, mà ông không biết là vị tỳ khưu pháp hành này là bậc A La Hán rồi, mà ông không biết đâu. Ông muốn dùng cái đó để mà vấn nạn vị tỳ khưu pháp hành, biết được cái ý xấu của vị tỳ khưu pháp học. Cho nên Đức Thế Tôn ngày ngửi đó, ngửi đó. Bởi vì ngày có lòng bi mẫn đối với vị tỳ khưu pháp học này. Rồi nếu như để ông xúc phạm tới vị thánh A La Hán thì đạo quả ông sẽ rất là nguy hại. Cái đó nhớ, cũng có cái người ngu phạm lỗi mà không biết đấy, ngu phạm lỗi mà không biết đấy. Cho nên Đức Phật này tới, ngài hỏi về cái pháp hành thì hỏi tới đâu vậy pháp hành đi ta trả lời ro tới đó, còn tới vị pháp học thì phải làm thinh, còn cả nắm bắt để mà trả lời được. Thì cũng vậy, cho nên Đức Phật này nói nè: này An Đa, kẻ ngu Ú Đà Dí này không sống chuyên tâm vào tăng thượng tâm, tức là không có tu tập về thiền chỉ hay là thiền minh sát, nó là như vậy. Thì trong Tăng Chi Kinh cũng chương 5 pháp, bài kinh là trả lời. Bài kinh này có Bali gọi là Anya Vyakarana Suttan, bài kinh số 93, và nghe ký hiệu là A3 119. Đức Thế Tôn người có dạy rồi:
Này các tỳ khưu, có năm cách trả lời về chánh trí, thế nào là năm? Tức là khi người ta hỏi về cái chánh trí, tức là cái trí về cái pháp hành đó, trí về pháp hành đó, thì có năm cách. Thứ nhất, do đần độn ngu si nên trả lời về chánh trí. Tức là người ta đang hỏi về pháp hành, những trạng thái pháp hành như thế nào, như thế nào, như thế nào, thì những vị mà có pháp học á, nhiều khi không có biết được đâu, không có biết được cái trạng thái như thế nào đâu. Cho nên trả lời cái tật lất. Cho nên Đức Phật ngài nói là do từng đoạn ngu si trả lời về chánh trí. Chánh trí đây là cái trí mà cái pháp mà thực chứng do cái sự thực hành. Chẳng hạn như vậy. Do trường hợp thứ nhất là do đần độn ngu si trả lời về chánh trí nhất. Cái thứ hai, vì ác dục, vì bị dục chi phối nên trả lời về chánh trí. Như thế vậy, tức là người ta hỏi về cái con đường tu tập kia, cái nói là không nói đâu, tu tập cái gì, làm gì có tu tập kiến đắc được cái thiền định đạo quả đâu, nó chỉ có ngồi chơi vậy thôi, chứ không phải. Đó là cái kẻ mà vì ác dục, vì bị dục chi phối. Như thế vậy. Thứ ba là vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn nên trả lời về chánh trí. Về điều thứ tư, vì tăng thượng mạng trả lời về chánh trí. Tăng thượng mạng là sao? Mình nghĩ mình là một pháp sư mà, mình là cái người có đa văn mà, người ta hỏi mà mình về cái pháp hành mà mình không biết cũng kỳ quá, cho nên vì tăng thượng mạng cho nên trả lời bừa lắm, trả lời bừa lắm. Cho nên vì cái kiêu mạn rồi thì tăng thượng mạng. Quát nhã rằng thì có một vị trưởng lão cao hạ cái hạ vậy, vì cái bản ngã mà cho rằng cái hạ lập mình cao, người ta hỏi, chúng tôi đã từng thấy rồi nha, hỏi một câu hỏi cái trả bừa lên, người ta mừng. Không phải là câu hỏi, không phải là pháp hành đâu nha, mà chỉ là cái pháp thông dụng thôi. Ví dụ như hỏi bị đó là thưa ngài vậy chứ thì hành hương là gì, nghe cái vị nghe giảng là ai ngày xưa vui quá, ai ngày sau hành hương. Cái người này thắc mắc hỏi hành hương là cái gì, thì cái vị trưởng lão này tăng thượng mạng nói là hành hương là đi chùa hơn. Như vậy thật vấn đề nó không có đúng, thì mới cho nên vì kêu mạng, vì tâm bắn loạn trả lời về tỉnh tế, nó là như vậy. Điều thứ năm, điều thứ năm là vì hoàn toàn chân chánh nên trả lời về chân tế, tức là hiểu lầm về cái pháp đó. Đó là cái pháp hành, nó chẳng diễn tiến ra sao, ra sao, ra sao, hiểu rằng từng giai đoạn trả lời về cái chánh trí đó. Như vậy đó, năm cách trả lời những câu hỏi nó là như vậy. Và đối với cái người mà không hiểu á, không biết á, thì cứ nhận tôi không biết cái điều này là thuộc về lãnh vực pháp hành, tôi chưa tu tập tới, vậy thôi, thì nó ổn vô cầu. Còn không á, bướng lên coi chừng phạm vào Phật pháp mà không biết nè, trả lời tầm bậy tầm bạ, coi chừng chỉ bán pháp nè, làm khinh thường pháp, xuyên tạc pháp, cái đó không có tốt đâu, không có tốt đâu. Như vậy, cho nên đừng có gì cái tăng thượng mạng, đừng gì có cái ngã mạng mà trả lời một cái nó không có đúng cả hạn vậy. Người ta hỏi về cái ví dụ như người ta hỏi là cái 16 tuệ minh sát là gì, chẳng hạn, và chúng tôi cũng đã từng nghe rồi chứ không phải không đâu. Hỏi là nó ngày trên nói về 16 cái tuệ minh sát này, hôm nay nó không có không có 16 tuệ minh sát nào hết á, không có. Và dẫn chứng là như là Đức Phật ngài thuyết giảng cho ngài Ba Hy Giá chẳng hạn vậy. Này Ba Hy Giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái tưởng chỉ là cái tưởng. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn mà có 16 tuệ minh sát là chứng đắc được chẳng hạn vậy. Như này không có nắm bắt được những cái trạng thái đó rồi bác bỏ nha, vì do nó do cái tăng thượng mạng. Bởi sao? Bởi ta tu tới 30-40 năm mà, thì cái này là sao là không biết, nó không có thôi. Như vậy, như vậy đó mà không thấy rằng là phỉ báng giáo pháp, là xem thường giáo pháp và xuyên tạc lời dạy của Thế Tôn, cái đó mới cái ghê. Còn trả lời được hay không được là nó không quan trọng, cái quan trọng nó nằm ở chỗ đó đó.
đến giờ mình không biết cái điều này là tôi chưa thực hành qua, tôi không biết, không phạm tội, không bị rớt xuống khẩu cảnh, không có gì hết, mà trả lời bừa, trả lời tầm bậy mới rớt xuống khẩu cảnh, cái đó mới là cái nguy hại. Rồi cái ngồi nghe mới là nguy hại nữa. Chúng ta vừa rồi á, chúng ta nói cho quý vị thấy là như vậy, chúng ta đi dự một buổi lễ dân y chẳng hạn vậy, mà hai ba lần như vậy luôn, hai ba chùa như vậy chứ không phải một chùa. Một lần á, chúng tôi vợ dự lễ dân y ở tại Bình Châu, Bình Châu cũng có chùa Nam Tông ở Bình Châu. Thì khi mà đi dân y vậy đó, lại có một cái ban tổ chức cho một cái người mang cái tượng Phật đi nhiễu Phật, đi nhiễu Phật. Chúng ta thấy kỳ kỳ, hỏi sao vậy? Nó đi nhiễu Phật cái mang tượng Phật đi như vậy, mình đi nhiễu Phật mà đem cái tượng Phật đi nhiễu Phật nữa thì nó có hợp lý không? Một điều vậy là cái lỗi đó nó nhưng coi bình thường, nhưng mà thật sự ra nó là nặng này, chứ không phải là Phật mình đi nhiễu Phật nhé. Cái không biết là cái kim thân Phật nó có chú nguyện chưa, nếu mà đã có chú nguyện rồi càng nặng nữa, càng nguy hiểm nữa. Tự nhiên thì bắt Đức Phật, cái kim thân Phật mà đã có chú nguyện là giống như là cái ân Đức Phật nha, đem ân Đức Phật đi nhiễu chung quanh chư tăng, bắt cha đi nhiễu chung quanh con, thì cái điều này nó có hợp lý không? Mà không thấy, không thấy. Mỗi lần thứ hai chúng tôi cũng thấy, cũng thấy nữa, mới đây thôi, cách đây có khoảng chừng chưa được tuần, mà chúng tôi cũng đã nói rồi mà không chấp nhận, không chấp nhận. Cái nói những cái đó mình đi nhiễu Phật là đi đi tức là cúng dường y là đến chư tăng đi nhiễu Phật, chứ không phải bắt Phật đi nhiễu cũng không có cái chuyện đó. Rồi, mà không thấy được cái đó rồi cái ôm được Phật đi oai vệ lắm, có được đâu, mà không thấy cái đó là những cái phạm lỗi rất là nó nguy hiểm vô cùng. Như vậy thì nha, cách trả lời câu hỏi cũng có năm cái ý nghĩa nó là như vậy. Thứ hai chúng ta có cụm từ là Navanumodita, nghĩa là cái người ngu thường không tùy hỷ, tức là không vui thích khi cái người khác mà khéo cái trả lời câu hỏi gì của người hỏi, tức là cái người ngu á thấy người ta trả lời đúng một cách chân chánh đúng thì không có hài lòng, không thích, không thích. Tới lại cái người có trí quan hệ rất như vậy. Nên trường hợp này của ai? Đây là cái trường hợp của như là trưởng lão là lú là dí mà chúng ta đang bàn tới đó. Thì trong kinh Tăng Di Kinh chương năm pháp, bài kinh là Diệt Thọ Tưởng Định, tức là kinh thì cái chữ Bali đó là Niết Bàn Thá Xuất Tá đó, là số 166, ký hiệu là A3 192. Thì đã ba lần nó không tùy hỷ với cái lời giảng của ngài Sariputta trước các vị tỳ khưu. Thì trưởng lão Sariputta giảng là như vậy: ở đây này các hiện giả, các vị tỳ khưu đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, có thể nhập vào xuất khởi diệt thọ tưởng định, sự kiện này có xảy ra, như này có xảy ra. Nếu ngay trong hiện tại vị ấy không chứng đạt được chánh trí tới chứng quả A La Hán đó, chứng quả A La Hán, thời vị ấy vượt khỏi cộng trú với chư thiên, vượt khỏi cộng trú với chư thiên, ăn các món ăn đoàn thực, được sanh ra với thân do ý làm ra, với điều kiện này, với điều kiện đó, như vậy vị ấy nhập vào và xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định, sự kiện này có xảy ra. Tức là ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng với vị mà nhập vào diệt thọ tưởng định hay ra khỏi diệt thọ tưởng định á, mà cái vị này là ở tại cái cõi trời chẳng hạn vậy, rồi thì những vị này sau khi mà xuất ra rồi đó thì có thể với cái những cái món ăn đoàn thực, tức là những cái tịnh thực của cõi nhà chư thiên đó, được sanh ra với thân do ý làm ra đó, thì khi mà xuất ra rồi vị đó có thể thọ dụng những cái món đoàn thực, nó là như vậy. Rõ ràng ngài nói rành rẽ như vậy, nhưng mà người được nghe nói vậy thì con giả Út Đa Dí nói với con giả Sa Di Bồ Tát rằng
không có sự kiện này, thưa hiền giả Sariputta, không có sự kiện này rằng vị tỳ khưu chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên. Ăn những cái món ăn đồ thực được sanh ra với thanh do ý đạo tạo ra, vị ấy có thể nhập và xuất khỏi vị thọ tưởng định. Sự kiện này không xảy ra. Tức là ngài Uda Dí cho rằng là những cái vị thánh chư thiên không thể nhập như vị thọ tưởng định được. Và cả ba lần như vậy, trong khi ngài Sa Phật đó, những vị thánh chư thiên có thể nhập vị thọ tưởng định, và sau khi xuất ra có thể dùng những cái món tồn thực do ý tạo ra. Được vậy thì ngài Lao Lúa Đại Dí bác bỏ không có quan hỷ. Đây là cũng là một cái thái độ của ngài vua Lao Lúa Đại Dí, tức là thái độ của kẻ ngu, nó là như vậy. Và chúng ta tiếp theo một cái cụm từ khác nè, vô ni ni sô banh hăng cách toa, là như lý suy tư đặt câu hỏi. Thì bậc hiền trí thường khôn ngoan đặt những câu hỏi như trong tập tương ưng 4, tương ưng 6 xứ nha. Tức là sa la gia quan ná san bút bá, cái bài kinh là vô minh, tức là cái Bali là avicca stan, bài kinh là vô minh, ký hiệu là S430. Thì có một vị tỳ khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Và sau khi ngồi xuống một bên thì vị tỳ khưu ấy là bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? Nè, thì đây là một câu hỏi được gọi là khéo tác ký, đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi rất là có cái mục tiêu đàng hoàng. Do như thế nào, phải làm như thế nào để mà được vô minh được đoạn tận mà minh nó sanh đời, tức là cái pháp môn nào như vậy. Đây là cái cách đặt câu hỏi gọi là tác ý khéo khi đặt câu hỏi, nó là như vậy. Bởi vì dẫn tới cái mục đích là diệt từ tham sân si mà. Thế nên người vị tỳ khưu đó mà hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi? Như vậy thì câu hỏi này được gọi là câu hỏi khéo tác ý khi đặt câu hỏi, nó là như vậy. Thì bậc thiền trí mà trước khi đi hỏi một câu hỏi khôn ngoan thường là khéo tác ý đến câu hỏi rồi trả lời một cách rất khéo léo. Như ngài trưởng lão Ananda chẳng hạn vậy, được bậc đạo sư hỏi cũng có câu hỏi mà Đức Thế Tôn hỏi ngài La Lú Đa Dí á, nơi nào là đặt tùy niệm, đặt chỗ là nơi nào là cái chỗ để đặt tùy niệm. Vì câu hỏi này ngài Uda Đa Dí trả lời nó không đúng rồi, nhưng mà nói ngài Đức Thế Tôn ngài hỏi ngài An Ta để thấy là cái chữ cái như lý suy tư đến câu hỏi rồi trả lời, tức là khéo suy nghĩ đến câu hỏi rồi sau đó trả lời một cách rất là khéo léo, như là trưởng lão Ananda được Đức Thế Tôn hỏi như vậy. Này Ananda, có bao nhiêu chỗ để tùy niệm? Tức là trong hiện tại này có bao nhiêu toàn chỗ để mà nương theo đó để mà ghi nhận như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài Ananda mới trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, có 5 chỗ để tùy niệm. Thế nào là 5? Thứ nhất là ở đây Bạch Thế Tôn, vị tỳ khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, rồi chứng và trú nhị thiền, chứng và trú cái tam thiền chẳng hạn vậy. Xin lỗi, chứng và nhị thiền khô, chứng và ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, rồi chứng và trú nhị thiền, không đề kiện đề cập tới cái thiền chứng thứ ba, vì nãy nó vượt khỏi thì đã vượt qua khỏi cái lạc rồi chẳng hạn vậy. Và Thế Tôn, đây là cái chỗ để tùy niệm, tức là vị đó sau khi chứng được sơ thiền hoặc nhị thiền, sau xả thiền ra xong thì tâm được thanh tịnh, cho nên quán xét về cái danh sắc đang diễn tiến đó một cách rõ ràng vậy. Đây là cái cách tùy niệm thứ nhất. Rồi thứ hai nữa, tiếp theo ngài Ananda đã trình bày các nền tảng tùy niệm khác như sau. Thứ hai
và vị tỳ khưu tác ý tới tưởng ánh sáng, đưa về sự chứng đắc, để là về ứng tới sự chứng đắc cái tri kiến, tức là tưởng niệm đến ánh sáng của thiền, rồi dùng ánh sáng đó để mà quan sát, để chứng đắc tới cái tri kiến mình. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, vị tỳ khưu quan sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, trong thân này chứa đầy 32 thể bất mỹ, tức là số phá. 32 thể bất mỹ đó chính là 32 chỗ để tùy niệm, là chỗ tùy niệm, tức là tóc lông móng răng da vân vân, tới nước nước tóc xương nước tiểu, đây là chỗ đặt chỗ tùy niệm tu tập như vậy, làm sung mãn như vậy, đưa đến đoạn tận tham dục. Tức là tùy niệm như vậy đó, tùy niệm trong thân này có 32 cái thực chất như vậy đó, thì nó dẫn tới là đoạn tận được tham dục, nó là một cái đưa tới cái mục đích tốt đẹp như vậy. Điều thứ tư là vị tỳ khưu quán xét 10 đề mục tử thi. Đây là chỗ để tùy niệm được tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thì đưa đến chỗ nhận nhỏ, đưa đến chỗ gọi là nhỏ tận gốc của kiêu mạn. Tôi là gì? Nó cũng chỉ là một xác chết sau này thôi. Nó cũng là một xác chết vừa mới chết, một xác chết vừa mới đổi màu xanh, một xác chết mới vừa trương phồng lên, rồi một xác chết nó bị nứt nẻ. Nó cũng chỉ là một cái xác chết bị tuôn chảy nước vàng, rồi một xác chết bị dòi bò, rồi một xác chết chỉ còn lại những tóc xương và gân, nói liền nhau vân vân. Thì cái tôi là có cái gì đâu, như vậy mà tự hào để làm gì, trước sau gì nó cũng phải như vậy thôi. Nó quán xét là để diệt trừ đi cái sự ngã mạn, đưa đến cái gì đứng lên cái ngã mạn, đó cái tôi là nó là như vậy. Điều thứ năm, vị tỳ khưu từ bỏ lạc khổ, chứng mà trú cái an trú tứ thiền. Đây là cái chỗ tùy niệm được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn, đưa đến chỗ thể nhập hoàn toàn vào các giới sai biệt. Đây là năm cái chỗ tùy niệm như vậy. Cho nên trước khi trả lời thì là ngài Ananda đã khéo suy tư tới câu hỏi, và do khéo suy tư đến câu hỏi như vậy, tức là khéo tác ý đến câu hỏi và trả lời một câu hỏi rất một cách khéo léo như vậy, và được Đức Thế Tôn ngài tán thán là trả lời đúng theo pháp là như vậy. Chúng ta có một cụm từ mới nữa, cụm từ khác, tức là Appanumodita Hô Tí đã thỏa mãn cao tột, nghĩa là bậc thiền trí thỏa mãn với những lời dạy khôn khéo như Đức Thế Tôn đã hài lòng. Appanumodana Ananda với sự trả lời về cái năm chỗ tùy niệm của trưởng lão Ananda như vậy, và ngài tán thán này, lần hai này Ananda, chúng ta có thấy cái cách dạy những cái điều nó là như vậy. Rồi Đức Thế Tôn ngài dạy tiếp cái con nơi tùy niệm thứ sáu, tức là ăn uống sắc tí thứ sáu, đó là gì? Vị tỳ khưu có niệm trong các đại quan nghi và tiểu quan nghi, tức là cái vị tỳ khưu này đi đứng nằm ngồi đều phải có ghi nhớ ghi nhận mà, tức là ngài Ananda không phải trả lời là sai, không phải trả lời là sai, rất là đúng chứ không phải sai đâu. Nhưng Đức Thế Tôn này bổ túc thêm là có cái chỗ tiền thứ sáng nữa, là phải ghi nhận là trong đại quy nghi đi đứng nằm ngồi nó là như vậy. Thì điều này xem cái tăng di kinh ký hiệu là A3 322 nó là như vậy. Thì đó cũng là ba cái đặc tính của người có trí, nó là như vậy, tức là biết khéo suy tư để đặt câu hỏi, và khi nghe một câu hỏi thì người trí sẽ khéo suy tư đến câu hỏi và trả lời câu hỏi một cách khéo léo. Điều thứ ba là khi câu hỏi được người trí mà trả lời một cách đúng đắn khéo léo như vậy, thì người có trí sẽ hoan hỷ mới với sự trả lời của người đó. Đó là thái độ của người có trí, nó là như vậy. Còn ngược lại là thái độ của người ngu, chúng ta mới nắm bắt được như vậy.
Thì tới đây chúng ta mình đỡ bớt cái, do thần kinh chúng ta nó bớt cái căng thẳng, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái trưởng lão là quân đạo dí này. Chúng ta đừng cứ nghĩ rằng là cái chúng ta làm trong hiện tại này nó không có ảnh hưởng trong tương lai. Bởi vì trong cái hiện tại này nó có ảnh hưởng ở trong quá khứ. Và câu chuyện ngày La Lún Đà Dí này là để cho chúng ta thấy rằng ở trong quá khứ mình có một cái khuyết tật như vậy, mà mình ngay trong đó mình trong hiện tại này cái những khuyết tật mình mà mình không chịu sửa thì sau này nó sẽ trở thành là một cái thường cận vi duy, nó khiến cho chúng ta cũng phải vấp phải là những cái điều đó như vậy. Nói vậy để chi? Để rằng nói rằng chúng tôi đã từng nói các vị rằng là chúng tôi không có hoan hỷ với việc mà xuất gia gieo duyên. Bởi vì hôm nay mà cái xuất gia rồi gieo duyên, xuất gia rồi hoàn tục, xuất gia rồi hoàn tục như vậy, nó tạo ra một cái thói quen. Trong hiện tại chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng về sau khi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Mét Tà Giá chẳng hạn vậy, có duyên lành xuất gia trong giáo pháp Đức Phật Mét Tà Giá này rồi thì cũng đi ra, bởi vì cái thường cận duy duyên này nó tiếp diễn như vậy, thì câu chuyện của ngài La Lú Đà Dí này để cho chúng ta nắm bắt được như vậy. Đừng tạo ra những có một cái dấu ấn xấu, đừng có chạy theo tưởng là xuất gia giao duyên có phước, có phước là không có, không có mà tới chừng hoàn tục như hao vậy, cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều về sau này chứ không phải không đâu. Trong những tương lai chúng ta rất khó gặp được giáo pháp, mình rất là khó được xuất gia, rất khó được xuất gia. Mà giờ được xuất gia rồi lại nửa chừng cái hoàn tục treo duyên, hoàn tục treo duyên thì mai mốt có một cái duyên lành gặp được giáo pháp của Đức Phật, mà cái sự duyên lành gặp được giáo pháp của Đức Phật đâu phải là dễ dàng đâu, lâu lắm lâu lắm lâu lắm Đức Thế Tôn mới xuất hiện trên thế gian. Mà cái Đức Thế Tôn xuất hiện thế gian rồi mà vào được rồi, cái mình nhảy ra mình vào được thế gian cũng là do cái sự cái thường cận như duyên này ở trong quá khứ mà mình ra đây trong hiện tại này chúng ta làm, mà nó ảnh hưởng trong tương lai cũng như trong quá khứ chúng ta làm thì nó ảnh hưởng trong hiện tại, nó là như vậy. Nghĩa câu chuyện ngày La Lú Đà Dí có ý nghĩa là như vậy. Thì trong sớ giải bản kinh, sớ giải kinh Pháp Cú có tới ba cái kệ ngôn đề ngần cập tới vị trưởng lão La Lú Đà Dí này, như vậy thì chúng ta nói tới kệ ngôn thứ 152 thôi. Tư truyền rằng trưởng lão La Lú Đà Dí này có cái tiếng là nói phi thời, tức là khi gia chủ có sự an vui đó, là thỉnh trưởng lão tới tụng kinh an lành, tức là tụng kinh ba đức tá như kinh Mangala chẳng hạn, hoặc là kinh Châu Báo v.v. Thì cái kinh Châu Báo có nghĩa là kinh Ratana Sutta đó, tức là những kinh kinh Mangala là kinh tìm lành chẳng hạn vậy. Thì vì đó là tụng kinh hồi hướng phước báo, như tụng bài kinh Tiro Cút Đề Sứu Tích Thanh Tý chẳng hạn vậy, tức là kinh hồi hướng cho các ngạ quỷ ở ngoài cái đường thành, ngoài tường thành. Bài kinh này dùng để hồi hướng cho ngạ quỷ, nhưng mà trong khi người ta có cái lễ vui, lễ cầu an là chẳng hạn vậy, mà lại không tụng những bài kinh Mangala, tức là bài kinh niệm lành, hay là kinh Châu Báo, hay là những cái kinh mà có uy lực lớn, mà lại kinh tụng những bài kinh hồi hướng là phước báo cho cái hàng ngạ quỷ như vậy. Và trái lại khi mà thí chủ đang làm lễ cầu siêu, tức là áo qua Mangala, Mangala là an lành, áo qua Mangala là cái lễ mà cầu siêu, tức là cái sự xui xẻo. Áo Mangala là cái sự, xin lỗi, áo qua Mangala là cái sự xui xẻo hay là vận xấu. Nó thì thỉnh cái người ta đang gặp vận xấu vậy đó, đang làm lễ cầu siêu cho nó tiêu tan cái vận xấu đi, thì cái vị trưởng lão này lại tụng những bài kinh như kinh Điềm Lành, kinh Châu Báo, tức là tụng gọi là tụng phi thời. Người ta đang cầu siêu thì tụng những bài kinh an lành, còn người ta đang có sự an lành, đang muốn cầu kinh những bài kinh an lành thì lại tụng những bài kinh cầu siêu, thế là những bài kinh quán tưởng vân vân, đại khái như vậy, gọi là tụng phi thời. Vì sao vậy? Vì do vị này kém trí nhớ, kém trí nhớ. Khi mình đi đến nơi này hay nơi nọ đó để tụng kinh thì vị đó lọc tâm sẵn rồi là ta sẽ tới sẽ tụng cái bài kinh như vậy như vậy, nhưng mà khi tới đó cái vị đó lại tụng bài kinh khác, tức là không có làm chủ được cái tâm mình, tức là
khi cứ khi đi tới á, ví dụ biết à cái chỗ tụng kinh ta làm lễ an lành thì ta sẽ tới là tụng bài kinh an lành à, nhưng mà lập tâm nó như vậy, nhưng mà khi mà tới nó lại tụng bài kinh cầu siêu nha các bạn. Thầy biết những thí chủ đang làm lễ cầu siêu thì lập tâm là ta tới sẽ tụng những bài kinh cầu siêu, nhưng mà khi ta nói lại quên đi lại tụng những bài kinh an lành. Nhưng mà chính đó, chính giữa tụng mà gì đó cũng không có nắm bắt được, cũng dòm thói quen như vậy. Thì Tỳ Khưu mới trình lên Đức Tôn về việc tụng kinh pháp phi thời của ngài trưởng lão La Lú Tà Dí như vậy. Đức Tôn dạy rằng này các Tỳ Khưu, trong quá khứ La Lú Tà Dí cũng đã từng như vậy rồi đấy. Cái câu này để chúng ta nhấn mạnh rằng cái trong quá khứ nó như vậy, trong hiện tại là nó là như vậy. Thì trong hiện tại là như thế nào thì trong tương lai nó cũng sẽ coi chừng nó sẽ là như vậy, nó sẽ bị lặp lại thôi, tại bánh xe nó quay thì một lúc nào nó cũng sẽ trở lại cái chỗ cũ. À mà cái chỗ cũ á mà nó có cái vết ngờ, nó có cái vết hằn, vết rạn thì tới đó nó cũng kêu cột cột rồi, nó cũng có vết hằn vết rạn đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải lưu ý những cái tình tiết như vậy à, chứ không phải chạy theo cái phong trào, đừng có chạy theo phong trào mà hãy nghĩ tới tương lai. Bởi vì nếu trong kiếp này mình chứng đắc đạo quả thì không có còn gì phải nói nữa rồi, nhưng mà trong tương lai thì như thế nào đây, cho nên phải nghĩ như vậy. Thì nếu mọi người dạy này các Tỳ Khưu, trong quá khứ La Lú Tà Dí cũng đã từng như vậy rồi đó, như vậy rồi đó. Thì theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳ Khưu, Đức Thế Tôn ngài thuật lại bổn sự Sô Má Đắc Bá là số 24. Thì câu chuyện đó là phải làm như sau. Thì trong khẩu quá khứ Bồ Tát Sô Má Đắc Bá là con của Bà La Môn Ác Kí Đát Tá, và hai người đã sống ở nơi thành Varanasi. Bồ Tát là phục vụ vua rất chu đáo, cho nên được vua thành Varanasi rất là quý trọng. Thì Bà La Môn Ác Kí Đát Tá tức là cha của Bồ Tát đó, là làm nghề làm ruột, có nghề làm ruột. Thì ông có hai con bò, ông có hai con bò. Chẳng may có một con bò nó chết, nghe không ạ? Ông nói với Bồ Tát rằng nó là này Sô Má Đắc Bá con thân, con hãy xin vua cho cha con bò đi. Bồ Tát đang làm cái người phục vụ cho đức vua, xin gì phải xin cho nó đáng, chứ xin một con bò nó kỳ cục quá. Mà cái địa vị của Bồ Tát mà đi xin vua một con bò thì nó coi sao được. Cho nên Bồ Tát mới nói rằng là thấy mình là không nên đến, không tiện đến xin đức vua, mới nói với họ cha rằng là họ cha hãy đến xin đức vua đi. Thì biết người cha mình có cái tính lẩn thẩn, cho nên Bồ Tát mới đưa người cha mình ra cái nghĩa địa, rồi ngài sắp cắt những cái bó cỏ, ngài sắp lại tạo thành là một quan cảnh của một cái triều đình ở đây phải họp như vậy. Thì nên ngài lấy bó cỏ nó ở đây là vị vua đang ngồi đây nè, đây là quan tể tướng ngồi đây nè, đây là vị cố vấn đại thần ngồi đây nè, ở đây là đại tướng quân ngồi đây, đúng không? Và sau đó Bồ Tát đã chỉ dẫn Bà La Môn Ác Kí Đát Tá phải đi vào như thế nào, rồi phải đi ra phục lùi như thế nào, nhất phùng phục như vậy. Sau khi dâng lễ đức vua xong rồi thì dạy cha rằng là sau khi mà cha tới cái lễ vật dâng cho đức vua xong thì đọc cái câu kệ ngon mỹ sinh bò nó như vậy. Câu kệ ngon sinh bò nó là như vậy, tức là Duy Bi Gona, tôi có còn hai con bò, hai con bò Duy Bi Gona, Gona là con bò, tôi có hai con bò Maharaja, thưa đại dương. Thì Duy Bi Gona Maharaja, thưa đại dương, con có hai con bò. Tiếp theo là Duy Bi Hetan Kasame Se, dùng để cày ruộng nhà. Tê Su Seko Mato Đê Quá, nhưng một con đã chết rồi, con đã chết rồi. Đô Tí Giang Đê Hí Hát Tí Gia Tí, xin đại dương cho con thứ hai để cày ruộng. Cái câu cày ngon nó là dạy như vậy. Thì suốt một năm trời á, một năm trời thì Bà La Môn Ác Kí Đát Tá này mới thuộc được cái câu kệ ngon này. Rồi sau khi thấy cha cha mình thuộc rồi, thông thuộc rồi, Bồ Tát mới đưa cha vào
ý kiến đức vua. Thì sau khi mà vào ý kiến đức vua, dân lễ vật đến đức vua xong, thì bà La Môn ở kia đã tá lại đọc lên câu kệ ngôn như sau: Tuê mê ngô na maharaja, thưa đại dương, con có hai con bò. Dê hí khách tăng kasame xe, dùng để cày ruộng nhà. Tê xú xê cô mát tô đê quá, nhưng một con đã chết rồi. Tú tí giang găng há khách tí già, xin đại dương lấy luôn con thứ hai. Ông muốn sinh con ấy, con thứ nhất mà giận, xin đại dương lấy con, lấy luôn con thứ hai. Nghe vậy đức vua mới hỏi lại: Này bà La Môn, ông nói chi lại vậy, ông hãy nói lại đi. Nhưng mà bà La Môn ở kia đá tá cũng vẫn lặp lại như trên thôi. Thì hiểu ý bà La Môn là muốn sinh con bò, con bò thứ hai. Nhưng mà ông nói sai với ý mình. Thay vì mình xin đại dương hãy cho con bò thứ hai, còn con bò thứ hai đại dương hãy lấy luôn đi. Nghĩa là biết ông vua thông minh mà, biết ông này nói sai rồi, hiểu mình rồi. Cho nên đức vua mới hỏi Bồ Tát này nha: Này Sa Má Đát Tá, nhà của Khanh có nhiều bò lắm hả? Thì hiểu vậy. Thì Bồ Tát thì lập tức là như lý, nếu là khéo tắc ý suy tư đến câu hỏi rồi, và tìm cách nói làm sao để cho một cách khéo léo. Cho nên Bồ Tát nói: Thưa đại vương, bò mà được đại vương ban cho thì có nhiều, bò của thằng mà có là cũng do đại vương ban cho thôi. Mà cái nhà thằng mà có nhiều bò đó cũng là do đại vương ban mà thôi. Nghe bạn, thì vua rất hài lòng với câu trả lời thông minh đầy khôn khéo của Bồ Tát, và đức vua ban cho bà La Môn A Kỳ Đát Má 16 con bò cùng với những trang sức trần bò vậy. Thì đức vua thời đó nay là ngài Ananda, còn bà La Môn A Kỳ Đát Má nay là trưởng lão, là luôn đại diện Bồ Tát Sa Má Đát Tá nay là Đức Thế Tôn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở quá khứ cũng là từng chỉ một điều, nói một điều, giờ trong hiện tại này cũng là đã nghĩ một điều lại nói một điều rồi. Trong hiện tại này mà nói như vậy thì trong tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên cái người khôn ngoan, người có trí sẽ thấy rằng cái gì mà làm trong hiện tại này, nếu nó là tốt đẹp thì sau này nó sẽ tạo ra một cường cận duyên tốt đẹp. Còn nếu như ở trong hiện tại này mình làm những cái gì mà nó xấu xa thì sau này nó cũng sẽ dẫn đến một sự xấu xa mà thôi. Nên cho nên chúng ta mới nắm bắt được cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Không phải là những câu chuyện cổ tích đâu nha. Không phải là những câu chuyện mà không có ý nghĩa thâm sâu trong đó đâu nha, mà nó rất là đặc biệt. Mà không có nắm bắt cái này, cho nên chạy theo phong trào, chạy theo cái hư ảo của cái tiếng này, mà nó không thấy được cái mà cần phải thấy, cái mà cần thiết để cho mình như vậy. Rồi rồi Đức Thế Tôn thuyết lên cái pháp hội thích hợp, rồi ngài dạy rằng là người ít học kém cỏi ví con bò đực. Nghe vậy, và Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái kệ ngôn số 152 như sau. Câu kệ ngôn số 152 như vậy: Abbas Sutayan Pudiso, là người ít nghe kém học, người ít nghe kém học. Pali Padova Chirati, lớn già như trâu đực, nó là như trâu đực. Mansani Tassa Phát Thanh Tý, thịt nó tuy lớn lên, nó tuy lớn lên. Panya Tassa Na Quát Thá Tý, nhưng tuệ không tăng trưởng, nhưng tuệ không tăng trưởng. Đó là cái câu kệ ngôn thứ 152, nó là như vậy. Thì chúng ta đi tìm hiểu cái câu kệ ngôn này như sao. Abbas Sutayan nó bằng về là Abba là chú tích cộng nhau Sutá. Sutá là quá khứ phân từ của Sunati. Sunati từ chữ Sú là tốt đẹp, cộng cho căn na. Sunati là nghe, nên Sutá là được nghe, cộng với Ayan người đó, Buddhist là người. Cho nên cái câu là Abbasuta năng, người ít nghe, ở đây chỉ cho người ít được nghe giảng về cái bốn sự thật, tức là giảng về cái sự khổ,
sự nguyên nhân của sinh khổ, rồi sự diệt khổ diệt, rồi con đường dẫn tới sự khổ diệt. Tức là cái người ít nghe đây muốn chỉ cho là người không có suy tư ngẫm nghĩ hay là nghe giảng về cái tứ diệu đế, là chỉ nghe cái gì đó không à, cho nên nó rất là nguy hiểm. Tức là ít nghe đây là cứ nghe, không có nghe những pháp mình diệt từ tham, những pháp diệt từ sân, những pháp diệt từ si, những pháp ly tham, những pháp lìa bỏ ham muốn, những pháp mà nhàm chán, những pháp mà đưa tới sự đoạn diệt, không có nắm bắt được những lệ. Rồi do không hiểu biết về những pháp chân đế á, mà chỉ cho những người không có học kinh điển giáo lý và lời dạy của Đức Thế Tôn, người như thế thì không thể thực hành được pháp. Cái người mà không học pháp thì không thể thực hành được pháp nha. Đừng có nghĩ rằng xin lỗi nha, các vị tới Niết Điện đúng không, gặp những vị thiền sư rất là giỏi như là ngài Bao hay là ngài Upandita hay là những vị thiền sư rất là giỏi, nhưng mà các vị có cơ hội để mà theo cách suốt đời hay không? Đây chỉ dài 3 tháng thôi rồi làm sao mà học hết được. Rồi hành cà lơ tới đâu cũng chẳng cái, đâu phải lúc nào cũng mới được gặp các ngài mà trình bày pháp để mình hỏi pháp đâu, làm gì có. Mà đôi khi có cơ hội cũng là biến cũng không đi nữa, chứ không phải là có đâu. Cho nên thì không cần phải học hỏi trước đi, tức là biết được những cái pháp đi, nhưng để mà khi mà bước vào thực hành thì nó rất là thoải mái hơn. Trái lại cái bậc mà nghe nhiều đó, tức là Bahusutta đó, và cái người mà học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn đã thực hành thấu hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn. Bahusutta đó đã nghe đã học nhiều cái lời dạy của Thế Tôn, nhưng cái quan trọng là gì? Phải thực hành, nữa thực hành để mà thấu hiểu lời dạy của Thế Tôn, cái đó mới là điều quan trọng. Học thì đó là làm nền, rồi thực hành mới là có cái kết quả, nó là như vậy. Tiếp theo cái chữ là Bali Bát Tu Quá bằng cái từ cái chữ là Bali Bát Tá. Bali Bát Tá là cái con bò đực. Bali Bát Tá là con bò đực nha. Rồi nó cộng với ý quá là như là thì Bali Bát Đô Quá là như con bò đực, như con bò đực. Chi Rá Tí, nó từ cái ngữ căn là chi rá, tức là lớn lên, già lên, nó cộng á cho nên chi rá tí là trở nên già. Thì câu Bali Bát Đô Quá chi rá tí như con bò đực đang lớn. Như thì con bò đực này nó không phải nó lớn nó mang lại lợi ích gì hết, mà nó không phải là nó lớn để mang lợi ích cho cái thân bằng quyến thuộc hay là cho những người xung quanh, mà nó lớn lên nó đi tới già thôi. Nó lớn và nó tăng trưởng, nó đi già tới một cách vô ích. Cũng vậy, người ít nghe kém học thì không có dồi dào cái trí văn, mà không có dồi dào cái trí tư, và cái trí văn về cái chân pháp cũng không có, tức là chỉ biết chế định thôi, chỉ biết theo tâm lý mình thôi, nghe những bài pháp hợp theo tâm lý mình thì thích thú anh cho là hay, nhưng mà không biết được cái trí về cái chân pháp. Đây là ủng sứ giới đế, đây là tứ niệm xứ, đây là tứ chánh cần, đây là ngũ quyền ngũ lực hay là thất giác chi bát chánh đạo, dẫn tới những pháp mà diệt khổ thì lại không thích nghe. Không thích nghe, chỉ thích đâu nghe những cái gì mà mơn trớn cho mình được thấy mình hài lòng, mình vui thích mình nghe ra. Với cái đó chỉ là những cái những người mà có trí sẽ thấy là đây chỉ những là viên thuốc an thần mà thôi, chứ nó không có trị tận gốc được, không có trị không được. Nên nó theo cái tâm lý phải như vậy, chẳng hạn như giống này, tôi có tâm từ nhưng mà không bao giờ tôi có tâm từ đối với con nhỏ bé chẳng hạn như vậy, mà nhiều người nó còn tái với câu này chứ, cho nên cái tâm lý là như vậy, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nên là không có thấy được cái không cái nghĩa biết được cái chân pháp, cái chân đế, không có cái trí tư cũng không có cái trí tu, như vậy cái người này sẽ không có ba loại trí đâu.
nghĩa là trí văn không có, trí tư không có và trí tu cũng không có. Vì sao vậy? Vì không nghe được cái giáo pháp Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật nhằm mục đích là diệt khổ, đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Nhưng mà nghe toàn là những gì? Dồn nén vô cái tham càng ngày càng tăng lên, dồn nén một cái gì gọi là mơn trớn để cho thỏa mãn cái tâm lý mình thôi, rồi chạy theo đó mà không có thấy được cái nguy hại của tham sân si, không thấy được. Cho nên cái bản thân người đó không có làm lợi ích gì cho mình, cũng không làm lợi ích cho những người khác nữa. Mà bản thân mình không làm được lợi ích cho mình thì làm sao mà làm được lợi ích cho người khác, nghe không ạ? Trước khi mà muốn dạy đó thì phải biết làm trò cái đã. Làm học trò sau này mới đi dạy được. Trước khi muốn lên bục giảng thì phải chịu khó ngồi ở dưới cái ghế cho nó mòn cái ghế thì mới giờ mới lên được bục giảng. Cũng vậy, trước khi muốn dạy thiền thì cũng phải ngồi thiền, tập cho chứng đắc được những tầng thiền thì mới có cơ hội. Chứ mà do 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng rồi về rồi cái mở ra dạy, rồi học trò có nhiều khi nó giỏi hơn, nó giọt lên á, nó hỏi tới không biết đường đâu trả lời, rất là nguy hiểm. Mà nó tự hào, nó rất là tự hào như vậy. Thì cái điều này đã không có làm lỡ cho mình, cũng không làm lỡ người là như vậy đó. Cái câu tiếp kể, câu kể tiếp là măng xa ní tát xá quá thanh tí. Măng xá là thịt, quá thanh tí là tăng trưởng. Thì như vậy cũng giống như con bà được kia đó, sau khi nó kéo cài xong nó dùng cỏ và nước nó làm tăng trưởng cái thịt nè. Cũng vậy, người kém trí chỉ làm tăng trưởng những điều có ích mà thôi, chứ nó không có làm tăng trưởng những điều có lợi ích. Bởi vì vô trí mà, giống như cái dây leo nó tăng trưởng lên, nó bao phủ cả cây, nó khiến cho cái cây dần dần đi đến chỗ hư hoại, chứ nó không có làm cho cái cây nó được tăng trưởng được tốt, một cách một tốt đẹp như vậy. Rồi chúng ta tiếp một câu kế cuối cùng. Banh nha tát xá ná quách thá tí, nhân tuệ không tăng trưởng. Thì cái chữ quách thá tí này nó từ cái ngữ căn là quách thá, tức là hưng thịnh, nó cộng a. Quách thá tí có nghĩa là làm cho thịnh vượng. Tuệ không tăng trưởng là chỉ cho sự không hoàn thành được cái thành tựu được thiền định hay là thánh đạo thánh quả như vậy. Thì dứt kệ ngôn nhiều vị chứng thánh quả, nhiều vị chứng thánh quả nhất là vị lâu dài. Rồi thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng tới đây chắc cũng vừa phải rồi, hơn nữa là chắc tới nay nói cũng hơi nhiều. Rồi phúc báo lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử và đem lại an lành cho chư thiên ở xung quanh đây, ở chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, và phúc báo này sẽ chia đều đến tất cả chúng sanh ba giới rồi đều được thọ nhuận đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sân Kha Giác. Cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh ta nguyên hàng ngày, người nơi đền tháp xưa nay, những nơi đi tới nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hợp về sẽ dùng pháp tí tiền đề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hàng ngã xa, tỳ phương chẳng luôn trẻ già cao hai chúng na hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trọng cấp tôn lân kiều cử châu quân được phần an cư, chúng sanh bốn loại thông thường nõn thai tóc hoa kia lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt cô truyền quanh đo đầy, cầu cho hưng thành lâu dài pháp thiền trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, độ cho tâm chúng các hàng hỏa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đạo quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tâm qua trong pháp Phật roi giao truyền. Ý đăng quá tâm nghiệp bình nhàn a sa tát ca già quá hằng hồ tú.